chương 1107 ngạo thị quần luận, ngạo nghế bàn luận về quần hùng. Một chiêu đó uy lực vô cùng, lại mang theo ý niệm cố chấp trong lòng lục phân, hóa thành sức mạnh không gì chống nổi, lập tức khiến âm đế bị trọng thương tại chỗ. Nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, âm đế chịu áp lực rất lớn, thân thể không ngừng run rẩy máu tươi trong miệng không ngừng tuôn trào. Giận dữ nhìn lục phân, âm đế gào giống một tiếng, hai tay đột nhiên chống xuống đất, toàn thân làn đen lưu động nhanh chóng chớp mắt đã va chạm với sức công kích của lục vân tạo nên sức nổ mạnh mẽ hất bắn một chiêu của Lục Vân. Thưa dịp này, âm đế nhanh chóng thối lui, thoát được sự bắt chặt của Lục Vân. Ở tại chỗ, một chiêu đánh ra của Lục Vân sau khi bị hất bắn đi đột nhiên đánh ngược trở lại, chạm vào mặt đất tạo nên chấn động kịch liệt, tạo ra sức chấn động khiến cả đại điện lắc lưu đông đưa, không gian lân cận vặn vẹo, tình hình vô cùng bất ổn định. Lúc này, thiên sát ở trên bị vây sau vài lần phản kích, áp lực tích lũy trong kết giới đã tăng đến cực hạn. Hắn lại dùng binh khí tà đạo thúc động, cuối cùng phá vỡ được kết giới của Lục Vân, từ đó thoát khỏi tình cảnh bị vây chặt. Lúc này, kết giới phá vỡ tạo nên sức hủy diệt đáng sợ, lại nằm trong đại điện đang vô cùng bất ổn định, nhanh chóng tạo nên phản ứng liên hoàn, từ đó tạo thành một vụ nổ liên hoàn cùng với chấn động cộng hưởng, lập tức khiến cho hư vô đại điện bị phá nổ tan tành. Chuyện xảy ra quá sức bất ngờ, hư vô tôn chủ đang quan sát quát nhỏ một tiếng, tay trái phất lên giữa không trung, hấp thu nguyên thần yếu ớt của lăng thiên vào trong lòng bàn tay, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy hình bóng. Ở ngoài cửa, bốn người trương ngạo tuyết không kịp phản ứng. May mà tứ linh thần thú kịp thời phát giác, liền phát ra một luồng sức mạnh êm ái bảo vệ cho bốn người. Trong điện, Lục Vân sớm có dự phòng, ngay trước khi xảy ra chàng đã dự liệu được vài phần, vì thế không một chút kinh hoàng, toàn thân ánh xanh lam lóe lên, hải tâm quyết lập tức phát huy công hiệu, khiến cho không gian lân cận tương đối yên tĩnh không chịu bất kỳ đả kích nào. Âm Đế hơi xui xẻo, vừa đẩy được một chiêu phủ đầu của Lục Vân, trạng thái đúng lúc yếu ớt nhất liền gặp phải chuỗi vụ nổ liên hoàn, thân thể bị sức hủy diệt nuốt lấy, lập tức thương thế nặng nề hơn, bị đánh văng đi. Vận khí Thiên Sát cũng không tốt hơn, vừa thoát khỏi tình cảnh khốn khổ còn chưa kịp cao hứng thì đã bị dòng khí khuếch tán thổi ngược lên không trung khiến bị thương không nhẹ. Vì thế, Thiên Sát rất giận, nhưng khi hắn phục hồi trở lại, liền phát hiện hư vô đại điện đó đã trở thành một đống đổ nát, Âm Đế đang trôi lơ lửng bên dưới ánh đen toàn thân chấp động, khí tức hỗn loạn vô cùng. Ở tại chỗ, lục phân ngạo nghễ đứng yên, khu vực sắc xanh lam đó ngăn cách hẳn mọi thứ quấy nhiễu, khiến chàng hệt như một thiên thần, phát ra khí chất ngạo thị trời đất. Chăm chú nhìn tình hình ba người, hư vô tôn chủ không biểu hiện gì cả. Bên cạnh, được hư vô tôn chủ che chở, không hề bị chút thương tổn, lăng thiên giận dữ nói. Quả thực đáng hận, không ngờ đã hủy đi hư vô đại điện, đây thật sự là. Hư vô tôn chủ đáp, không cần phải để ý tất cả đều là hư vô lăng thiên ngạc nhiên hỏi tôn chủ vậy mà người cũng không giận dữ đây có thể nói là tượng trưng của hư vô giới thiên hư vô tôn chủ điềm nhiên đáp tượng trưng của hư vô giới thiên không phải là hư vô đại điện mà món đồ ở bên kia nói rồi chỉ về phía vùng mây sáng nằm bên trái ngoài trăm trượng lăng thiên thuận thế nhìn theo lập tức la lên kinh hãi nghi hoặc nói tôn chủ đây không phải là vầng mây sáng ở trung ương của hư vô đại điện sao vừa rồi rõ ràng người đã hấp thu nó vào trong lòng bàn tay bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây hư vô tôn chủ cười nhẹ nói phàm những điều gì có đều chỉ là hư vô mà thôi lăng thiên hoang mang thấp giọng nói sao lại như vậy lẽ nào mọi thứ đều là hư ảo không hề có bất cứ thứ gì tồn tại chân thật đứng ngoài vài trăm trượng trương ngạo tuyết bách linh thương nguyệt hải nữ cũng đang nhỏ giọng trao đổi bách linh lên tiếng xem tình hình như vậy lục vân đã khống chế được cục diện Thương Nguyệt cũng nói, phân tích tình hình trước mắt, thiên sát địa âm nếu đấu riêng sẽ không phải là địch thủ của Lục Vân. Như vậy, chỉ còn lại hư vô tôn chủ, cần phải để ý đến. Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm nói, chuyện này không khẳng định được, dù sao thiên sát địa âm không phải là người thường, hiện nay bọn họ bất lợi chỉ vì phối hợp không tốt. Một khi bọn chúng phối hợp ăn ý, Lục Vân vẫn còn nguy hiểm. Hải nữ dịu dàng nói, con tin chắc sư phụ nhất định sẽ thắng. Nghe vậy, Bà cô Bách Linh vẻ mặt tươi cười không nói thêm nữa, chuyên tâm chăm chú vào cuộc chiến. Bay lên lại, âm đế đến bên cạnh thiên sát, hận thù nói. Lục vân này xảo trá vô cùng, chúng ta phải cẩn thận. Thiên sát vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng tàn khốc nói. Trước đây chúng ta quá sợ ý, bây giờ chúng ta phải đề cao cảnh giác, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào để lợi dụng. Âm đế trả lời, ngươi yên tâm, ta dốc hết sức phối hợp với ngươi, ta tin chắc, với sức lực của chúng ta đủ để đối phó được lục vân thu lại hải tâm quyết, thân thể lục vân bay lên từ từ, dừng ở cao độ ngang với thiên sát và âm đế, khoảng cách chừng vài trường. Bớt đi hạn chế không gian càng thích hợp để xuất kích toàn lực. Thiên sát thản nhiên đáp, lục vân, đừng đắc ý, tình hình trước đây sẽ không còn xuất hiện nữa, lần này ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Điềm nhiên cười, nho nhã có lễ, lục vân lần này phảng phất không đối địch mà lại có lòng muốn tâm sự. Vài lần giao đấu, hai bên đều nắm vững về nhau, ta cũng không muốn lãng phí tinh lực nữa. Bây giờ hãy để chúng ta ta quyết một trận thắng bại, phân cao thấp. Thiên sát quát lên, đến đây, ai sợ ai. Nói rồi toàn thân ánh sáng lóe lên, chân nguyên to lớn ùn ùn tuôn ra hóa thành ánh sáng màu đỏ sậm, lập tức nhiễm đỏ cả bầu trời. Phía sau, hai cánh vẫy động tự động giang ra, phát ra cánh sáng màu đen, phối hợp với chín cái đuôi dựng đứng, thể hiện khí thế mạnh mẽ bá đạo. Âm đế thấy vậy, nhanh chóng rời ngang vài trượng, hai tay tạo thành tư thế cổ quái, toàn thân ánh sáng âm u lưu động, làn sáng xanh lục thấm, đen thấm, đỏ thấm lần lượt xuất hiện, bố trí một vùng không khí quỷ dị quanh người, đối lập rõ ràng với khí cương mãnh của thiên sát. Hai tay chắp sau lưng, coi thường trời đất, trên người lục vân lấp lánh khí tức vương giả. Bốn bề, tầng tầng lớp lớp làn sáng bảy màu lần lượt thay nhau, đóa hoa sen lửa đỏ rực xoay tròn dưới chân, phòng sáng màu vàng kim ở phía sau đầu, bức tường mây an hòa bảy màu bao phủ trên đỉnh đầu. Mọi thứ thật rung động mà hoa lệ, khiến người ta không cảm thấy chút ý nghĩ khinh thường. Đột nhiên, Lục Vân đang đứng yên cất bước đi tới, từng bước đều tạo thành hoa sen, làn sáng trên người tạo thành vạn nhóm, khiến mây gió bốn phương rung động, cả trời đất kinh hãi. Cảnh tượng này khí thế uy nghiêm chấn động lòng người, chỉ thấy cả bốn người trương ngạo tuyết vẻ mặt đầy kích động, lăng thiên kinh hãi hô lên không thôi, thiên sát ánh mắt nặng nề lạnh lùng, âm đế vẻ mặt khiếp hãi. Lục Vân bước tới ba bước chợt dừng lại, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, một luồng sát khí lạnh lùng khốc liệt xông thẳng vào lòng người. Đến đây, thời gian không còn sớm nữa, hãy thể hiện một chiêu tuyệt kỹ mạnh nhất của các ngươi, dùng toàn lực. Thiên sát rất giận, tuy cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lục Vân, lại không hề nhượng bộ, giận dữ hét lên. Đi chết đi, Lục Vân, nói rồi múa binh khí tà đạo, thì triển một chiêu mạnh nhất cửu chuyển thiên sát chảm, dùng sức mạnh kinh thế hãi tục ngưng tụ giữa không chung một cột sáng đen ngòm, vừa phát ra những đóa hoa hồng màu đen quỷ dị, vừa chém thẳng về phía Lục Vân. Thấy thiên sát đã phát động tấn công, âm đế cũng không hề chậm trễ, hai tay đột nhiên giang ra, chân nguyên toàn thân dao động lên xuống, tần suất của nó dâng lên gấp 10 lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Như vậy, sức mạnh tà ác lại tăng lên lần nữa, rất nhanh khiến không gian lân cận vặn vẹo biến hình, sản sinh khu vực siêu trọng lực tác dụng lên người của Lục Vân. Loại công kích này quỷ dị âm hiểm, bề mặt lại không quá kích động, nhưng thực tế lại có tính uy hiếp rất mạnh mẽ. Hơn nữa, đòn tấn công của âm đế và thiên sát một nhu một gương, vô cùng ăn ý điều này khiến áp lực lục vân tăng mạnh đối mặt với một chiêu toàn lực của hai cao thủ tuyệt thế vẻ mặt lục vân lạnh lùng chàng nhìn thấy nguy hiểm nhưng lúc này chàng chỉ phất tay nhẹ nhẹ một làn sáng lạnh liền bất ngờ xuất hiện đón gió hóa thành một làn đao sáng rực rỡ giận dữ chém thẳng vào trời đất bên ngoài ánh sáng bảy màu lưu động không ngừng tạo thành phòng ngữ nghiêm mật phối hợp với đài sen dưới chân bức tường mây bình hòa trên đầu khiến cho chàng bản thân vững vàng như thành đồng không để lộ bất kỳ một khe hở nào phản kích như vậy đơn giản một chút, nhưng uy lực lại không bình thường. Bởi vì thiên địa vô cực của Lục Vân lúc này đã tiến vào cảnh giới tùy tâm sở dục. Chàng nhìn xem ra chỉ chém ra một nhát đơn giản, trên thực tế chính là dùng phá thương thần binh làm vũ khí, tùy tâm sở dục làm cơ sở, dung hợp tinh hoa của diệt thần trảm. Vì thế uy lực rất mạnh, hoàn toàn không giống sự bình thường như vẻ ngoài. Tiến công của ba người dung hợp làm một, gặp nhau giữa không chung. Lúc này, cửu chuyển thiên sát trảm của thiên sát gặp phải diệt thần trảm của lục vân hai bên đều mạnh mẽ vô cùng vừa gặp nhau đã kích hóa tạo nên vụ nổ mạnh bạo có tính hủy diệt làn sáng chói mắt của nó lập tức che phủ hết ba người đang giao chiến khiến cho những người đang quan sát không nhìn thấy gì hơn nữa còn bị dòng khí điên cuồng hoang dã hất bắn đi ở trung tâm cuộc giao chiến lục vân thân thể run lên một kiếm chém xuống giữa chừng dừng lại điều này khiến lục vân bị thương không nhẹ kế tiếp áp lực bên ngoài thân thể đột nhiên tăng lên Âm đế thừa thế tấn công mạnh mẽ, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Lục Vân. Thấy vậy, Lục Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh bảy màu lưu động, khí thế mạnh mẽ lại tăng lên lần nữa, không những chế ngự được sự xâm nhập của Âm đế, lại tiếp tục gia tăng sức mạnh của tay phải, khiến cho phá thương thần binh đang hơi ngừng lại một chút gầm lên như rồng ngâm, bộc phát ánh sáng kỳ lạ vô cùng rực rỡ, dùng sức mạnh kinh thế hãi tục lập tức đánh tan tuyệt diệt thiên đạo trong tay của thiên sát, uy thế của nó còn dư như Thái Sơn đè xuống lập tức đánh cho thiên sát và âm đế bay đi. Thời khắc này, cả hư vô giới thiên dung động không ngừng, dòng khí điên cuồng hoang dã hình thành 10 cột gió, hệt như thần phá hủy, dễ dàng phá tan cảnh sắc tuyệt vời vốn có. Lăng thiên thấy vậy giận dữ không ngừng, nhưng lại không thể không lùi lại theo hư vô tôn chủ. Bốn cô trương ngạo tuyết trong lòng đầy chấn động, khi đối mặt với dòng khí mạnh mẽ cũng chia nhau chọn phương án lùi lại. Giữa chiến trường, âm đế kêu thảm không ngừng, hắn vốn đã bị thương, tuy không phải đối mặt thẳng thắn với một kiếm hủy diệt của Lục Vân, nhưng cơ thể huyết nhục vẫn không thể thoát khỏi bị hủy diệt, bởi vì bị dòng khí đáng sợ kia mạnh mẽ xé tan. Tình hình thiên sát tốt hơn một chút, tuyệt diệt thiên đao của hắn tuy bị hủy, nhưng đã chịu được một phần lớn sức mạnh tấn công của Lục Vân, vì thế tuy hắn bị đánh bay, nhưng chỉ bị trọng thương mà thôi. Giữa không chung, Lục Vân nắm vững bình khí thần thánh ngạo nghễ nhìn trời đất, làn sáng bảy màu như dáng ngũ sắc vây phủ, tạo thêm khí chất bất phàm của chàng. Thời khắc này, chàng chính là ông chủ, chàng chính là thần thánh. Nhìn theo thiên sát bị đánh bay đi, Lục Vân ánh mắt hơi động đậy, cũng không thấy chàng có động tác gì, thân thể liền lóe lên sông đến, chớp mắt đã thu ngắn khoảng cách giữa hai bên. Chương 1108 Hoàng Thiên trọng sinh, Hoàng Thiên sống lại. Phát hiện được Lục Vân đến gần, thiên sát rất kinh hãi, bất chấp thân thể bị trọng thương, múa tay đánh ra một trưởng hy vọng đánh lui được chàng. Nhưng ai ngờ vừa mới đánh ra một nửa, liền dừng lại giữa không trung. Té ra Lục Vân đã phát động công kích trước một bước, dùng thực lực cực mạnh dừng hẳn thân thể của thiên sát. Phát hiện được bất ổn, thiên sát gào giận một tiếng, vạn thú ma châu trên trán lóe lên ánh đen, phát ra một luồng lửa sáng tà ác mà sắc bén bắn thẳng vào huyệt mi tâm của Lục Vân. Thấy vậy, Lục Vân ánh mắt lạnh lại, trên trán lóe lên ánh bảy màu, phá thương thần binh tự động mở hiện phát suốt một chùm hào quang bảy màu hệt như lưỡi kiếm sắc bén đón lấy đòn tấn công của thiên sát. Giữa không trung, hai luồng sức mạnh gặp nhau, Khí cực tà đấu với khí cực thánh, sức mạnh tà sát đấu với sức mạnh hủy diệt, nhất thời chìm vào bế tắc. Vạn thú ma châu chính là vật cực sát trong trời đất, ngày đó thiên uy lệnh của thiên địa môn cũng không thể làm gì được nó, có thể thấy sức mạnh của nó mạnh mẽ đến thế nào. Lúc này, phá thương thần binh đấu với vạn thú ma châu, đẳng cấp của nó tuy cao hơn một chút, nhưng lại không rõ ràng lắm, vì thế nhất thời Lục Vân cũng rất khó thắng được. Thấy vậy, Lục Vân trong lòng biến chuyển, thuận tay lấy ra thiên uy lệnh phóng thẳng về phía thiên sát. Không, thấy vậy, thiên sát điên cuồng gào thét, cố gắng né tránh muốn thoát đi, đáng tiếc lại không thể thoát được sức trói buộc của Lục Vân. Nguy hiểm càng lúc càng gần, thiên sát trong lúc bất đắc dĩ, phải đưa ra một phần tinh lực thúc động vạn thú ma châu trên chán, khiến nó phát ra thêm một luồng hào quang ngăn cản sức tiến lên của thiên uy lệnh. Chớp mắt, thiên uy lệnh đã bị ngăn lại giữa không chung. Điều này khiến thiên sát hơi giật mình, bởi vì hắn phát hiện, Lục Vân hoàn toàn không nhập chút pháp lực nào vào trong thiên uy lệnh. Điều này rõ ràng có vẻ không đúng lắm, không cần phải kinh ngạc, làm như vậy chỉ không muốn làm hư hỏng tấm thân này. Lúc này, hình ảnh phá thương thần binh trên chán lục vân hào quang rực rỡ, uy lực của nó đột nhiên tăng gấp 3 lần, lập tức đánh nát công kích của thiên sát, bắn thẳng vào trong vạn thú ma châu. Lúc này, thiên sát điên cuồng gào thét, tiếng kêu thảm thê lương, đáng tiếc đã không vãn hồi được chuyện đã định sẵn, cuối cùng vạn thú ma châu đột nhiên tan vỡ, nguyên thần của thiên sát lập tức trọng thương bị ép ra khỏi thân thể của hoàng thiên thu lại thiên uy lệnh, Lục Vân đưa tay đỡ lấy Hoàng Thiên đang hôn mê, ánh mắt phức tạp liếc hắn, sau đó truyền vào trong người hắn một lượng lớn linh khí. Ở xa xa, nguyên thần của âm đế và thiên sát tụ lại với nhau, cùng phát ra những tiếng gào thét bất cam, nhưng lại không hề xông đến tìm kiếm Lục Vân. Bốn người trương ngạo tuyết cao hứng không thôi, hải nữ càng hoan hô nũng nịu, vẻ mặt vui sướng giạt rào. Hư vô tôn chủ không thể hiện chút biểu tình, lăng thiên vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nói kế hoạch của tôn chủ mọi thứ đều thuận lợi nhưng kết cục cuối cùng sợ là không dễ xử lý hư vô tôn chủ nhẹ giọng nói thế sự vô thường tình hình cuối cùng ai có thể dự báo được lăng thiên nói thiên sát địa âm vừa bị diệt chỉ còn lại lục vân và tôn chủ đến lúc đó cắt ngang lời của ông hư vô tôn chủ nói mọi thứ đều như ta nghĩ mọi thứ trước mắt liền sẽ không phát sinh lăng thiên ngạc nhiên nói không như tôi tưởng lẽ nào còn sẽ hoàng thiên trong lòng lục vân lúc này mở mắt ra kinh ngạc nhìn lục vân ân công người sao ta đây là nói rồi xoay người đứng lên thoát ra khỏi lòng lục vân ánh mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh bật cười điềm nhiên lục vân nói người dĩ nhiên đã khôi phục lại thân thể tự do từ nay sẽ không bị người khống chế nữa hoàng thiên nghe vậy chấn động vội vàng lùi lại bái gối hành lễ cảm kích nói có được cuộc đời này hoàng thiên tuyệt đối không quên ơn nghĩa ân công đã ban tặng thản nhiên nhận một lễ của hoàng thiên lục vân cười nói không cần để ý ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời thề ngày trước của ngươi làm người cho tốt như vậy mới không phụ lòng cha mẹ ngươi không phụ lòng ta nhìn lại thân thể của mình hoàng thiên kiên định nói ân công yên tâm cho dù không còn sức mạnh là một người bình thường tôi cũng cam tâm tình nguyện lục vân nói không phải bắt buộc như vậy nếu như ngươi đã có được sức mạnh như vậy hẳn phải quý trọng cho tốt từ nay về sau chỉ được dùng nó để làm việc thiện, đó cũng là tích công đức. Còn về ngoại hình của ngươi, chuyện này xong rồi ta sẽ giúp ngươi khôi phục, biến ngươi trở thành một người bình thường. Hoàng Thiên rất mừng, kích động nói, lời của Ân công, Hoàng Thiên nhớ rõ trong lòng, đời này tuyệt đối sẽ không phụ ý tốt của Ân công. Lục Vân hơi an ủi, phất tay nói, đứng lên đi, ta ở đây còn có chuyện phải xử lý, ngươi hãy đến chỗ mọi người ở đó chờ ta là được. Hoàng Thiên đứng dậy, liếc bốn người Trương Ngạo Tuyết, đáp Hoàng Thiên Tuân mệnh, nói rồi nhẹ nhàng lướt đi, thôi không nhìn nữa, Lục Vân liếc hư vô tôn chủ, sau đó đi về phía Thiên Sát và Âm Đế. Lần này, ánh mắt Lục Vân không còn chút cảm tình nào nữa, cũng không một chút lo ngại. Bởi vì mọi thứ đã kết thúc, lúc kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được sát khí trong mắt Lục Vân, Thiên Sát và Âm Đế chấn động trong lòng, tuy có vài phần khiếp đảm, nhưng lại bị cừu hận che đậy, cả hai giận dữ nhìn Lục Vân. Ánh mắt nhìn nhau, sát khí kinh người một trận chiến sinh tử lập tức đi vào thời khắc cuối cùng lúc này địa âm và thiên sát sẽ ứng phó như thế nào với tấn công vô địch của lục vân hư vô tôn chủ lúc này có tham dự hay không thời khắc cuối cùng từng bước đến gần khi mọi thứ phức tạp hơn thời gian ẩn dấu bí mật phía sau có được công bố cho hậu thế không nếu như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người tại chỗ này bật cười lạnh lùng lục vân nói chuyện phải làm đã làm rồi chúng ta bây giờ chỉ còn cừu hận chuyện hẳn phải đến lúc kết thúc thiên sát giận dữ nói lục vân ta sẽ không tha cho ngươi nhất định phải băm vằm ngươi thành ngàn vạn mảnh âm đế hận thù lên tiếng lục vân ngươi không cần phải điên cuồng đợi sau khi chúng ta kết thúc ân oán lúc đó ngươi cũng khó mà thoát khỏi diệt phong hai mắt hơi mở ra lục vân cười lạnh nói lúc này còn dùng loại tâm cơ vậy ngươi không thấy quá trễ rồi sao âm đế cười nói trễ ha 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 đến lúc đó ngươi sẽ biết hối hận mới trễ rồi hiện nay với tình hình ở đây, chúng ta hai bên cuối cùng sẽ bị lưỡng bại câu thương, đến lúc đó người được lợi duy nhất là hư vô tôn chủ. Người nghĩ với lập trường của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho kẻ nghịch thiên tử là ngươi chăng? Lục Vân bình tĩnh nói, ngươi cho là sau khi ta thu thập bọn ngươi rồi, sẽ không còn sức lực để thu thập lão ta chăng? Thiên sát sống lên, cuồng vọng, ngươi cho mình là thiên hạ vô địch chăng? Âm đế khinh miệt nói, cho dù ngươi hơi mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến rồi, ngươi chỉ có hai kết cục, thứ nhất là chết trong tay bọn ta, thứ hai là chết trong tay của hư vô tôn chủ. Lục Vân ngạo nghễ tự phụ nói, phải vậy chăng, thế thì chúng ta cứ đi thôi. Dứt lời bước giữa không chung, mỗi bước lại xuất hiện một đóa hoa sen, nhắm thẳng về phía thiên sát địa âm. Thấy tình hình như vậy, thiên sát hai mắt hơi khép hờ, một tia sáng lạnh sắc bén toát ra ý nghĩ thù hận trong lòng của hắn. Bên cạnh, âm đế trong lòng không yên, truyền âm cho thiên sát. Chuyện đến mức này, chúng ta không còn chọn lựa, hẳn phải quyết định xấu nhất rồi. Thiên sát đáp lại, chúng ta còn có một chọn lựa, đó chính là khai mở cửa dị giới. Âm đế trong lòng đầy cay đắng, than thở, có hư vô tôn chủ thủ giữ, chúng ta căn bản không có được cơ hội. Thiên sát không nói, mơ hồ bi thiết lại được hắn giấu kín trong nội tâm. Chăm chú nhìn tình thế ba người, hư vô tôn chủ đột nhiên tự nói. Té ra là như vậy, lăng thiên ngạc nhiên hỏi, tôn chủ, người đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Hư vô tôn chủ giọng thần bí trả lời. Mọi thứ phát sinh từ lúc này đều là bởi định mệnh, ý của ông trời. Ông chỉ cần dùng tâm ngẫm nghĩ tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong. Lăng thiên không nói, chìm vào suy tư, suy xét câu nói của hư vô tôn chủ. Cự ly càng gần, nguy hiểm càng cấp bách, âm đế và thiên sát trong lòng phẫn hận kịch liệt, nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi, nghĩ đến binh ký thần kỳ trong tay lục vân, lập tức sự thất vọng và bất an khiến bọn họ đau thương và cảnh giác. Thời gian càng lúc càng khẩn cấp, thấy đại chiến sắp sửa bộc phát, âm đế không khỏi thúc giục. Thiên sát, không còn thời gian suy tư nữa, người ra quyết định nhanh chóng đi. Hận thù nhìn Lục Vân đang dần dần đến gần, thiên sát đáp. Có một số chuyện tất nhiên phải phát sinh, nhưng dung hợp xảo diệu như thế nào mới quyết định mấu chốt của thắng bại. Âm đế nghe vậy hơi ngạc nhiên, giọng cổ quái nói. Té ra khi bất ngờ xuất hiện, người hay kích động cũng sẽ có thay đổi. Ngừng lại ngoài ba trưởng, Lục Vân lạnh lùng ngạo nghễ nói. Đây là vị trí thích hợp nhất để tấn công, tiến thêm nữa sẽ bất lợi cho các ngươi. Nghe ra được ý nghĩa cuồng vọng và bá đạo trong câu nói của Lục Vân, thiên sát gần giọng nói. Chớ có lớn tiếng, bây giờ sẽ cho ngươi biết được hình dạng nguyên gốc của bổn thiên sát thế nào. Nói rồi toàn thân ánh sáng rực rỡ, tầng tầng xương khói màu đỏ thấm vây phủ bên ngoài, điên cuồng hấp thu linh khí bốn bề. Trên lưng, một đôi cánh tự động giang ra, một trắng một đen đối xứng với nhau, phối hợp với dung mạo anh Tuấn bất phàm, khiến cho người ta cảm nhận được khí thế uy nghiêm bá đạo, Ánh mắt hơi động đậy, Lục Vân nhìn Thiên Sát khôi phục lại diện mạo thật của mình, hơi hiếu kỳ nói: Nghĩ lại ngươi lúc xưa nhất định là tự phụ hơn người, nhưng đáng tiếc cuối cùng đi vào hoàn cảnh như vậy. Thiên Sát hừ lạnh đáp: Chuyện quá khứ nhắc lại vô nghĩa, bây giờ hãy đến kết thúc chuyện giữa hai chúng ta. Chứ ta còn chưa dứt, hình bóng Thiên Sát liền phân làm tám xuất hiện bốn phía Lục Vân, tạo thành một hình tròn, đồng thời phát động tấn công. Nhìn xa xa, Thiên Sát lúc này có tám hình bóng phân bố theo phương vị cửu cung vừa hay lấy lục vân làm trung tâm hai cánh trắng đen phối hợp với tay chân của thiên sát bộc phát thế công mạnh mẽ mà hoa lệ khiến cho lục vân trước mắt đã bị bao phủ trong một khu vực nhiễm đỏ thấm tình hình như vậy khiến người ta kinh hãi trong lòng căn bản không phù hợp với tình trạng bị trọng thương của thiên sát thật ra thì đã xảy ra chuyện gì thật ra trước đây thiên sát được nghỉ ngơi ngắn ngủi đã tạm thời khôi phục lại được hơn nữa thực lực vì thế mới có được uy lực như vậy âm đế vẫn đứng yên tại chỗ không hề ra tay hắn chỉ chăm chú quan sát tình hình của Lục Vân, ngầm chuẩn bị thật tốt và chờ đợi thời cơ thuận lợi. Giữa không chung, Lục Vân ở trong vòng tấn công của thiên sát, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần ý nghĩ lóe qua trong đầu, chân nguyên trong cơ thể liền tự động hoàn thành. Đây chính là cảnh giới cao nhất của thiên địa vô cực tùy tâm sở dục. chương 1109 Ma Long đột hiện, Ma Long đột nhiên xuất hiện phần 1. Như vậy, Lục Vân đối mặt với tấn công của thiên sát, trong lòng không chút để ý, làn sáng rực rỡ thần thánh từ người chàng phát ra tạo thành bảy tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, hệt như mây bình an rực rỡ, khiến cho cả khu vực ngập tràn màu sắc tươi giói. Đã phòng ngự tốt rồi, Lục Vân bắt đầu phản kích. Làn sáng nhiều màu ở lân cận bị ý thức của chàng khống chế, trước tiên chậm chậm dao động, sau đó tần suất tăng nhanh, cuối cùng hóa thành dòng khí hung dữ, hết lần này đến lần khác khuếch trương ra bên ngoài, dần dần đẩy lùi tấn công của thiên sát. Đây là loại so tài sức mạnh, xem ra không chút kịch liệt nhưng lại hung hiểm vô cùng thấy vậy thiên sát cảnh giác vô cùng thế nguyên thần của hắn tuy có năng lực sống mãi bất diệt nhưng đối mặt với dạng địch nhân như lục vân cũng không thể vô cùng cẩn thận lúc này thiên sát làm chủ phía tấn công tuy biết được rất khó đánh bại lục vân nhưng vẫn thi triển sức mạnh cả đời để phát xuất một chiêu tấn công cực mạnh quan sát động tính của khu vực nhiễm đỏ thấm kia âm đế nhanh chóng phát hiện một chút khác biệt vội vàng gia tăng chân nguyên đến mức cực hạn hơn nữa còn tập trung tinh thần chờ đợi thời cơ. Chớp mắt, khu vực đỏ thấm giữa không trung đột nhiên chấn động, sau đó vặn vẹo biến hình, rồi tan vỡ. Ánh sáng rực rỡ, tiếng sấm gầm vang nối gót nhau đến, cuồng phong như sóng biển quét khắp bốn bề. Tiếng giống giận dữ như sấm vang lên, thiên sát trọng thương bất cam trong lòng bị đánh bay đi, âm đế trong mắt lóe lên ánh lạnh, nguyên thần hóa thành một mũi tên sáng đen ngòm, lợi dụng lúc bốn bề còn mơ mơ hồ hồ, sóng chân nguyên lại nhỏ bé, âm thầm bắn thẳng về phía Lục Vân. Thời khắc này, âm đế chọn đúng lúc đánh lén, nắm vững được thời gian ngay sau khi phát nổ, hoàn cảnh đặc biệt sẽ che phủ tất cả, phát xuất một đòn tấn công vô cùng âm độc. Giữa vụ nổ, Lục Vân tuy mạnh mẽ phá hủy được thế công của thiên sát, nhưng bản thân cũng vì thế mà chịu thương thế nhất định. Lại thêm dòng khí bốn bề dung chuyển, cùng với sức ảnh hưởng do thời không vặn uốn, Lục Vân nhất thời bỏ đi mọi thứ, trước hết nghĩ đến việc ổn định sức mạnh của bản thân. Ai ngờ, âm đế lúc đó lại phát động đánh lén, một mũi tên âm độc ẩn chứa khí tà sát, âm lạnh, quỷ dị, bá đạo cả đời của âm đế, chớp mắt đã hiện lên trong mắt Lục Vân. Nguy hiểm đến bất ngờ, Lục Vân trong lòng chấn động, ý niệm lóe lên trong não, một mũi tên ánh sáng đen ngòm chớp mắt đã truyền vào trong não, tốc độ, phương vị, sức mạnh, tính chất của nó lập tức được hiểu rõ, tin tức có được truyền tường tận vào trong trung khu thần kinh. Thông qua phân tích, Lục Vân rút ra được kết luận, bản thân đang trong tình hình bị động, căn bản không kịp né tránh, cũng không thể lập tức phá nát nó. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất là giảm bớt sức sát thương của mũi tên này. Ý nghĩ biến chuyển là chuyện trong sát na. Khi mũi tên ánh sáng đen ngòm đến vị trí cách ngực lục vân ba thước, toàn thân lục vân lóe lên ánh sáng vàng kim, một lượng lớn chân nguyên hội tụ trước ngực, hình thành hết tấm này đến tấm khác những tấm thuận ánh sáng để phòng ngự. Quá trình này ăn khớp liên tục, khi mũi tên ánh sáng màu đen xuyên qua tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trước ngực lục vân đã hoàn thành được tầng thuận ánh sáng thứ bảy, thứ tám, thứ chín, như vậy, thuận ánh sáng vừa vỡ ra liền tái hợp, tầng tầng lớp lớp giảm bớt sức mạnh của mũi tên ánh sáng, đợi đến lúc mũi tên này đến gần ngực của Lục Vân, uy lực của nó đã giảm hẳn, cuối cùng đánh chúng vào càn khôn ngọc bích, cả hai liền đột nhiên bị hất lùi lại phía sau. Chịu sự đánh lén này, Lục Vân bị thương không nhẹ, trong lúc lùi lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, dùng tốc độ nhanh nhất để chữa trị thương thế. Hoàn thành những chuyện này rồi, Lục Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể đang lơ lửng chợt dừng lại, sau đó lóe lên sông đến, vượt qua hạn chế của không gian, xuất hiện gần âm đế. Đánh lén khá tốt, đáng tiếc thực lực không đủ. Âm đế trong lòng vô cùng sợ hãi, bản thân đánh lén có thể nói xuất kỳ bất ý, ai ngờ lại tạo không được nửa điểm nguy hiểm cho Lục Vân. Lúc này, Lục Vân đột nhiên xông đến, âm đế chạy không kịp, miệng không khỏi gào thét nghi ngờ. Hai lần bị tập kích, người sao không bị một chút thương tích nào vậy? Thật ra, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, vì sao sức mạnh của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh? Tung hoành trời đất, Tùy theo mong muốn, ta bất quá đã vượt qua được giới hạn cuối cùng của tu vi, thực lực lại được gia tăng thêm một lần nữa. Trong lúc nói, tay phải Lục Vân múa lên, Phá Thương Thần binh tự động xuất hiện, theo sự khống chế của chàng, đơn đơn giản giản chém xuống một kiếm, nhưng ẩn chứa bá khí chấn động trời đất, không gì không diệt được. Đối mặt với một chiêu tấn công của Phá Thương Thần binh, âm đế gào thét ghê rợn, cố hết sức muốn né tránh, đáng tiếc không gian bốn phía đã bị Lục Vân ngưng động, hắn căn bản không cách gì thoát được. Ở xa xa, thiên sát bị trọng thương thấy vậy, gào thét như điên với ý định ngăn cản, đáng tiếc lại chế mất một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Thiên cảm khái vô cùng, nhỏ giọng nói: "Một kiếm thật kinh người, quả thật có thể nói là bá tuyệt thiên hạ, vô cùng hiếm thấy. Âm đế chết dưới một kiếm này cũng không có gì phải buồn bã." Hư Vô Tôn chủ nhỏ nhẹ nói: "Ngàn đời nay khó khăn nhất là chết, phú quý vinh hoa đều là mây khói." Lăng Thiên hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại Hư Vô Tôn chủ, Phát hiện ông ta hôm nay thần thần bí bí, luôn nói những điều làm người ta không đoán ra được. Giữa không trung, Lục Vân nhìn một kiếm hủy diệt kia xuất hiện trên đầu âm đế, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười. Chỉ một lát nữa, địa âm tà linh khiến cho cả tu chân giới vài ngàn năm nay ăn ngủ mất ngon sẽ bị hủy diệt. Nghĩ đến đấy, Lục Vân hơi cao hứng, nhưng đúng lúc đó, tiếng của tứ linh thần thú đột nhiên vang lên bên tai. Cẩn thận, chính là, còn chưa nghe hết câu nói của tứ linh thần thú một tín hiệu nguy hiểm liền xuất hiện trong lòng Lục Vân. Điều này khiến tâm thần chàng chấn động, không kịp nghĩ thêm nhiều, lập tức thi triển thuật không gian khiêu dược rời ngang vài chục trường. Một kiếm kia của Lục Vân đã đánh ra, đang thuận thế đi tới. Nhưng ngay trước khi đánh trúng âm đế, đã bị một làn chấp điện kinh thiên trói mắt đánh lệch đi, cứu thoát mạng sống của âm đế. Dừng lại, Lục Vân ổn định tâm thần, sau đó ánh mắt nhìn về nơi trước đó. Chỉ thấy giữa không trung có một con rồng đen, trên lưng là một người đàn ông cao lớn đầu tóc đỏ rực, đang căm tức nhìn mình. Với ngoại hình như vậy, không phải người khác, chính là U Minh Ma Long và Lôi Thiên. Ánh đỏ lóe lên, tứ linh thần thú bay đậu trên vai cắt ngang suy nghĩ của Lục Vân. Đang nghĩ gì vậy, đây là âm thanh tâm linh, chỉ có Lục Vân có thể nghe được mà thôi. Nhưng đầu, Lục Vân dùng phương thức như vậy đáp lời. Ta đang nghĩ, con quỷ quái này sao lại đến đây, chuyện này vì sao trước đó không có chút dự báo. Tứ linh thần thú đáp, con U Minh Ma Long dường như có sức mạnh đi xuyên qua thời gian và không gian, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lục Vân hơi có chút tò mò hỏi lại từ đáy lòng. Tứ Linh Thần thú suy đoán, ta có ý muốn nói, U Minh Ma Long có khả năng đã từng đi qua nơi này, nếu không rất khó định vị được chính xác như vậy. Lục Vân trong lòng chấn động, suy đoán của Tứ Linh Thần thú khiến chàng nhất thời nghĩ đến nhiều chuyện. Bên này, âm đế may mắn thoát được nhanh chóng tập trung lại với Thiên Sát, cả hai ánh mắt phức tạp nhìn U Minh Ma Long mơ hồ xuất hiện vài phần hàm nghĩa thâm ý nào đó lôi thiên với hai người không có giao tình gì hắn chỉ giận dữ chừng lục Vân, lạnh lùng tàn khốc nói ba lần gặp mặt cũng phải kết thúc mọi chuyện rồi lục Vân nghe vậy đang trầm tư suy tính tỉnh lại điềm nhiên nói vận mạng của con người thường thường phát sinh chuyển biến vì một ý nghĩ cố chấp nếu có thể ngừng bước lại còn có một chút xoay chuyển nếu chấp nê không hối hận kết quả của nó hoặc là thành công hoặc là thành người lôi thiên quát lên câm miệng chớ có giảng đạo lý gì cả với ta ta đến đây chỉ để tìm người báo thù thu hồi công đạo cho vân chi pháp giới mà thôi lục vân cười lạnh đáp vì báo thù vì thu được sức mạnh người không tiếc gì đứng vào hàng mũ tả ác đây chính là chuyện cao thủ vân chi pháp giới nên làm chăng lôi thiên né tránh ánh mắt chất vấn của lục vân hơi chút hoảng loạn giống to lúc này chớ nhắc lại chuyện cũ giữa chúng ta cuối cùng phải có một người chết ở nơi này mới có thể kết thúc ân oán bây giờ người hãy đến đây chịu chết đi nói rồi triển khai thế, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng tàn bạo. Bật cười khinh miệt, Lục Vân nói, ngày trước đã ta đã dám tha cho ngươi một mạng ở vân chi pháp giới, hôm nay ta có thể thu hồi nó lại. Giọng nói bá đạo khiến người nổi giận, nhưng cũng thể hiện quyết tâm không gì lay động được. Đồng thời, khi Lục Vân vừa nói dứt, một luồng ý niệm giết người mạnh mẽ hung bạo hóa thành công kích vô hình, chớp mắt đã xuyên qua được thời không đánh chúng vào thần kinh đại não của lôi thiên. Thân thể run lên, lôi thiên lập tức bật kêu thảm, miệng phun ra máu tươi hai tay ôm lấy đầu điên cuồng lắc lư vẻ mặt đau khổ vô cùng u minh ma long phát hiện hắn không ổn há miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ sóng âm quỷ dị hình thành một tuyến phòng ngự bên ngoài cơ thể lôi thiên ngăn cách hẳn tấn công của lục phân thấy vậy lục phân ngạo nghễ đứng tại chỗ hơn nữa còn chưa thèm thừa dịp tấn công trên mặt đất trương ngạo tuyết nhìn lên tình hình trên không nhỏ nhẹ nói u minh ma long đã nhúng tay vào tất nhiên sẽ gây bất lợi cho lục phân như vậy một mình huynh ấy đối mặt với ba cao thủ chúng ta hơi lo lắng thương nguyệt nói muội dự định ra tay hỗ trợ lục vân trương ngạo tuyết nói tình hình hiện nay âm đế đã bị thương rất nặng cho dù muội không tiêu diệt được hắn cũng có thể vây khốn hắn trong một thời gian bách linh nói muội suy nghĩ không sai chúng ta ra tay ít cũng có thể vây khốn thiên sát địa âm để cho lục vân cơ hội một mình đối phó với u minh ma long nhưng lục vân có đồng ý như vậy hay không đây cùng lúc đó Lăng Thiên cũng đang bàn luận với hư vô tôn chủ. Tôn chủ, U Minh Ma Long xuất hiện ngăn cản Lục Vân tiêu diệt âm đế. Tiếp theo đây, Lục Vân một mình đánh ba. Một khi không địch được, chúng ta có phải? Hư vô tôn chủ điềm nhiên đáp, cứ lo chuyện bò trắng răng, nói chuyện hiện tại của ông đi. Nhìn lại lúc này, lẽ nào ông còn không hiểu được ý trời? Lăng Thiên hơi ấp úng nói. Tôn chủ hiểu rõ, Lăng Thiên ngu đột. Hư vô tôn chủ hơi lắc đầu nhẹ nhẹ, nói nhỏ. Lòng trời biến hóa, là đúng mà lại sai đáng tiếc ông cuối cùng lại không bằng duyên diệt đã không nhìn rõ được huyền cơ bên trong lăng thiên trong đầu mù mờ không hiểu lên tiếng tôn chủ càng nói tôi càng hồ đồ chuyện này sao lại liên quan đến duyên diệt vậy hư vô tôn chủ hơi trầm ngâm rồi cất tiếng ông không phải là không hiểu duyên diệt vì sao đến đây chỉ trong ba năm rồi đột nhiên bỏ đi lăng thiên đáp đúng thế trong đó có một vấn đề vẫn chưa tỏ lẽ nào tôn chủ biết được hư vô tôn chủ điềm nhiên trả lời Ta tự nhiên biết, Lăng Thiên hỏi, "Như vậy, Tôn chủ vì sao không cho chúng tôi biết?" Hư Vô Tôn chủ đáp, "Bởi vì thời cơ còn chưa đến." Lăng Thiên hơi nghi ngờ nói, "Duyên Diệt bỏ đi cũng đã vài trăm năm rồi, Tôn chủ lại nói thời cơ, phải chờ tới khi nào vậy?" Hư Vô Tôn chủ thần bí đáp, "Tự nhiên là khi đồ đệ của Duyên Diệt xuất hiện." Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng, "Chờ đến khi Lục Vân xuất hiện, lẽ nào Tôn chủ đang nghĩ?" Tiếp theo Lăng Thiên không nói nữa, nhưng ý tứ đã lộ ra vài phần rồi. Hư Vô Tôn Chủ không đáp, chỉ âm thầm nhìn về chân trời, dường như đang trầm tư vậy. Giữa không trung, tiếng kêu thảm của Lôi Thiên dần dần tan biến, thân thể hắn nhờ được sức mạnh của U Minh Ma Long mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Giận dữ Trừng Lục Vân, Lôi Thiên đầy hận thù, giận dữ mắng: "Uổng cho ngươi xưng mình là kẻ nghịch thiên, té ra chỉ biết đánh lén." Lục Vân cười lạnh đáp trả: "Ngươi xuất thân từ Vân Chi Pháp giới, trên người có được mấy phần Hạo Nhiên chính khí vậy?" Lôi Thiên nóng nảy, múa tay muốn tiến công. Nhưng không ngờ U Minh Ma Long gầm nhỏ một tiếng, lập tức áp chế cơn giận của Lôi Thiên, khiến hắn tức giận bất bình, nhưng lại không dám làm ngược ý của U Minh Ma Long. Chương 1110 Ma Long đột hiện, Ma Long đột nhiên xuất hiện phần 2. Nhìn thấy cảnh này, Lục Vân cười nhạo, "Ta vốn còn tưởng ngươi thu phục U Minh Ma Long, ai ngờ nó lại thu phục được ngươi, quả thật là đáng buồn." Lôi Thiên giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nghĩ không ra được câu nào đáp trả, chỉ biết giận dữ nhìn Lục Vân để biểu đạt thù hận trong lòng. U Minh Ma Long hiểu được mọi thứ giữa hai bên, miệng gầm nhỏ một tiếng, dường như an ủi Lôi Thiên, sau đó liền lùi lại phía sau đến bên Thiên Sát và Địa Âm. Thấy vậy, Lục Vân trong lòng hơi nghi ngờ, lẽ nào U Minh Ma Long và Địa Âm Thiên Sát có quen biết nhau? Nghĩ đến đây, Lục Vân đề cao chú ý, chuẩn bị tùy lúc sẽ ra tay tấn công. Trên mặt đất, hư vô tôn chủ nhìn thấy U Minh Ma Long đến gần Thiên Sát và Địa Âm, không khỏi lắc mình xuất hiện giữa không trung, cùng với Lục Vân và Thiên Sát hình thành ba chân kiềng khoảng cách giữa từng bên chừng chục trường. Hành động của ông khiến Lăng Thiên và mấy người trương ngạo tuyết phải chú ý, ai nấy đều rất mơ hồ. Hư vô tôn chủ lúc này ra mặt không phải là tìm chuyện khó sao. Phát hiện hư vô tôn chủ đến gần, Lục Vân rất kinh ngạc, không khỏi nhìn ông một lúc, nhưng vì tầng ánh sáng màu tím, nên chàng không nhìn ra được bất kỳ biểu hiện nào. Bên kia, U Minh Ma Long gầm nhỏ một tiếng, cặp mắt màu xanh lục chừng hư vô tôn chủ, không ngờ toát ra vài phần cừu hận, Lẽ nào giữa bọn họ đã từng có giao đấu? Thiên sát, Âm đế, Lôi Thiên chăm chú nhìn hư vô tôn chủ, hai kẻ trước ánh mắt đầy hận thù, Lôi Thiên ánh mắt lại phức tạp, rõ ràng hắn còn có chút xấu hổ. Hư vô tôn chủ, người quả thật vô cùng ngu xuẩn, không ngờ lại ra mặt can thiệp vào lúc này. Âm đế lên tiếng, giọng hắn đầy vẻ cười nhạo, có một số chuyện nói quá trễ không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì lúc đó có một số người cho dù nghĩ đến mai sau cũng đã không còn kịp nữa. Lạnh lùng như cũ, hư vô tôn chủ nói ra ẩn chứa vài phần bí mật âm đế trong lòng chấn động cười lạnh nói nếu như câu nói của ngươi thật sự hướng về ta và thiên sát thế thì ngươi không cần phải vòng vo hư vô tôn chủ đáp vài ngàn năm trôi qua vài ý niệm cố chấp đó còn không thể bỏ qua không biết có cảm thấy đáng tiếc không âm đế giận dữ nói câm miệng không cần phải nói nhiều hư vô tôn chủ lại nói nếu như không thèm để ý sao ngươi phải kích động đến như vậy âm đế rất giận giống lên ngươi thật ra muốn thế nào cứ muốn nhắc đến chuyện cũ để làm gì hư vô tôn chủ đáp ta nhắc đến những chuyện đó chỉ muốn các ngươi trước khi chết để khiến các ngươi còn một điểm tâm linh sâu thẳm nhất quay lại như cũ một chút lương tri chân thật âm đế nghe vậy bật cười không thôi châm chọc cứ làm bộ từ bi đáng tiếc ngươi đã chọn sai đối tượng hư vô tôn chủ hoàn toàn không giận điềm nhiên nói khi một người trong lòng vẫn còn cừu hận điều này cho thấy người đó còn chưa quên quá khứ bởi vì cừu hận lúc nào cũng nhắc nhở người đó không được quên đi. Âm đế đang cười chợt rừng, giận dữ nói, ngươi nghĩ dùng điều này đến đây để châm chọc chúng ta, để tỏ rõ sự thanh cao và trí tuệ của người, đắc ý và may mắn chăng? Hư vô tôn chủ đáp, âm đế, nếu quá kích động thông thường sẽ để lộ bí mật trong lòng, điểm này ngươi phải học tập ở thiên sát. Ngươi nhìn xem hắn lúc này vô cùng trầm tĩnh, thấy hư vô tôn chủ nhắc đến bản thân, thiên sát quát lạnh, bổn sát không mở miệng chỉ vì không muốn đấu võ mồm với ngươi. Chuyện đã đến nước này rồi nói nhiều cũng vô ích, nếu như ngươi ra mặt, hãy thể hiện bản lãnh, chúng ta quyết một trận sinh tử, thắng bại đều nhờ vào mệnh trời. Hư vô tôn chủ nói, chớ vội, khó được gặp mặt một lần, chút nữa hãy quyết chuyện sinh tử, mọi người sao không ôn lại chuyện cũ, nhớ lại những chuyện đã trải qua nhiều năm trước. Thiên sát lạnh lùng nói, ngươi cố tình phá dối chuyện ở nơi này chăng? Hư vô tôn chủ nói, như vậy có lợi cho chuyện các ngươi hồi phục sao ngươi phải vội vã muốn chết vậy thiên sát nói ngươi sao lại tốt như vậy hư vô tôn chủ cười nhẹ nói phải hay không chút nữa sẽ biết hay lẽ nào còn có chuyện gì không dám đối mặt hư giận một tiếng thiên sát nói không cần phải khích ta bổn sát không sợ những chuyện này nghe vậy bật cười hư vô tôn chủ quay sang chú ý đến vẻ mặt của âm đế hỏi tiếp ngươi thì sao cũng không sợ gì cả phải không câu này nghe ra có vẻ xem thường người khác khiến âm đế nghe thấy giận dữ không thôi giống lên bổn đế tung hoành thiên hạ có gì phải sợ ai hư vô tôn chủ cười nhẹ nhìn đến u minh ma long hỏi tiếp còn ngươi có chuyện gì không vui không u minh ma long chừng ông miệng rồng hơi há phát ra một loạt âm thanh bá đạo vang dội ngươi lúc này ra mặt không biết có nghĩ đến việc chống đối ngăn cản hành động của ta không ma long mở miệng khiến mọi người thất kinh ngay cả lôi thiên cũng chưa từng nghĩ đến việc con u minh ma long này không ngờ lại biết nói tiếng người thiên sát địa âm vẻ mặt bình tĩnh hư vô tôn chủ cũng không chút kinh ngạc rõ ràng ba người bọn họ đã biết chuyện này trước đó đã nhiều năm rồi lại được nghe âm thanh này không khỏi xúc động trong lòng năm tháng thật sự vô tình âm thanh thản nhiên phát ra từ miệng của hư vô tôn chủ lại khiến cho âm đế và thiên sát lộ vẻ kỳ quái u minh ma long giọng lạnh lùng băng giá hư giọng nói chút cảm tình nông cạn đó ngươi còn lưu trong ký ức của mình. Mọi thứ hôm nay đã sớm định sẵn, ngươi căn bản không cách gì ngăn trở được. Hư vô tôn chủ cười cười, nghiêng đầu liếc mọi người chung quanh, mở miệng nói. Như vậy, người hà tất phải để ý, coi như là nghe chuyện xưa để ôn lại những ngày hoài niệm. U Minh Ma Long hừ nhẹ một tiếng, không hề ngăn cản. Thấy vậy, hư vô tôn chủ phất tay trái, một làn sáng tím lóe lên, dễ dàng kéo lăng thiên đến gần, nói tiếp ngươi nãy giờ có nhiều chuyện không hiểu bây giờ chúng ta cùng nhau giải mở tất cả mọi đáp án Lăng thiên nghe vậy bừng bừng khí thế nói thật không thế tôn chủ hãy nói trước về lai lịch thật sự của thiên sát địa âm hư vô tôn chủ nói nhắc đến những chuyện này cần phải đi từ rất nhiều năm trước khi đó thiên hạ chỉ có ba giới chia ra làm thiên chi đô nhân gian giới và yêu vực còn bốn giới kia là chuyện của sau này lúc đó người thú hỗn tạp quỷ quái đầy đất Yêu ma hoành hành không chút sợ hãi. Cả thiên hạ trong thời kỳ hỗn loạn, người tu đạo chia làm hai loại, một loại thì khuếch trương thực lực, một loại đang truy cầu trường sinh. Nghe đến đây, Lăng Thiên hỏi, sau đó thế nào, Thiên Sát và Âm Đế xuất hiện từ đâu, bọn họ có phải là khí cực tà của trời đất, vừa xuất hiện đã có thực lực vô địch không? Hư Vô Tôn chủ lắc đầu nói, Thiên Sát và Địa Âm xuất hiện hệt như một ngôi sao băng không dấu vết nào tìm được, mọi người chỉ biết bọn chúng có thực lực kinh thiên, sức mạnh một âm một dương một nhu một cương. Còn về lai lịch, lại nói rất dối ren. Trên thực tế, theo ta biết được, sức mạnh của bọn chúng hoàn toàn không có nguồn gốc từ trời đất, mà đến từ một thế giới khác. Lời này vừa nói ra, lăng thiên, lôi thiên, trương ngạo tuyết mấy người đều không khỏi biến sắc, té ra thiên sát địa âm trong truyền thuyết lại đến từ một thế giới khác. Lục vân vẻ mặt bình thản, điểm này chàng đã biết từ trên người của âm đế, vì thế hoàn toàn không kinh ngạc. Tỉnh lại, lăng thiên hỏi, tôn chủ nói là một thế giới khác, đây chỉ là một giới nào đó trong thất giới, hay là... Hư vô tôn chủ đáp, tự nhiên không phải trong thất giới. Lăng thiên vẻ mặt kinh hãi, khiếp sợ nói, không phải trong thất giới. Thế vì sao vài ngàn năm nay chưa từng nghe người nào nhắc đến? Nhìn thiên sát và âm đế, hư vô tôn chủ nói. Bởi vì người biết không nhiều, khắp cả thiên hạ chỉ có hai người biết được, nhưng bọn họ đều chưa từng nhắc đến. Lăng thiên nói, cho dù là như vậy, nếu thế giới kia tồn tại, vì sao từ đó đến nay chưa có người nào phát hiện hay là cao thủ của thế giới đó xuất hiện hư vô tôn chủ đáp chuyện này có liên quan đến sự xuất hiện của hư vô giới thiên cùng với quan hệ ân oán giữa bọn họ lăng thiên cao mày nói tôn chủ có thể nói rõ ràng hơn một chút tôi nghe cả nửa ngày rồi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải thích được hư vô tôn chủ liếc mọi người nhớ lại nhớ lại lúc xưa bổn tôn chủ vô tình phát hiện được một nơi linh khí hội tụ dự tính tốn chút tâm tư để kiến tạo thành một nơi hoàn mỹ dùng để ẩn cư. Nhưng ai ngờ được lúc đó, vùng đất linh khí mạnh nhất đột nhiên mở ra một cửa thời không, từ trong bay ra một con rồng to lớn toàn thân đen ngòm có thực lực cực mạnh, vừa thấy ta liền triển khai tấn công. Sau đó, trong cửa thời không lại bay ra hai bóng người, đó chính là Thiên Sát và Địa Âm. Bọn chúng vô cùng tự phụ, căn bản không thèm quan tâm đến ta, xoay người biến mất không còn tung tích. Sau đó, con rồng đen và ta kịch chiến rất lâu, phát hiện ta không dễ đối phó liền cũng vội vã bỏ đi. Lăng Thiên kinh ngạc nói, đó là lần thứ nhất Tôn chủ gặp phải bọn chúng phải không? Hư Vô Tôn chủ đáp, đúng thế, đó là lần gặp gỡ đầu tiên, cũng là lúc bọn chúng mới trải qua tình hình nhân gian. Lăng Thiên hỏi tiếp, sau đó thì sao? Hư Vô Tôn chủ trả lời, sau đó, ta biết được không ổn, liền dùng sức mạnh toàn thân, mạnh mẽ phong ấn cửa thời không lại. Hoàn thành chuyện đó rồi, ta đi khắp nơi truy tìm một con rồng và hai người sau đó theo thời gian cũng biết được, bọn chúng có thực lực kinh người, liền đột nhiên nghĩ đến cửa thời không kia, sợ lại có địch nhân mạnh mẽ xâm nhập, vì thế quay lại nơi đó, liên tục bảo hộ nơi đó, hơn nữa còn từ từ cải thiện hoàn cảnh lân cận, cuối cùng có được cửu thiên hư vô giới. Lăng thiên sửng người, hơi khó tin nói, cái gì, té ra cửu thiên hư vô giới phát sinh như vậy. Quả thật khiến người ta quá bất ngờ, hư vô tôn chủ bình thản đáp, những chuyện càng tầm thường, càng khiến người ta không cách gì lý giải, cuối cùng lại càng thần kỳ. Con rồng đen ngày đó chính là U Minh Ma Long trước mắt, hắn đến từ dị giới, ở cùng một chỗ với thiên sát, địa âm, trong lòng muốn chinh phục thế giới này, khai thông cửa với dị giới. Nhưng bọn chúng không may mắn, thiên sát, địa âm lần lượt bị phong ấn, chỉ còn U Minh Ma Long hoành hành trong một khoảng thời gian, cuối cùng bị vân giới thiên tôn thống lĩnh cao thủ phong ấn nó. Vì để chấn thủ U Minh Ma Long, vân giới thiên tôn sáng lập ra vân chi pháp giới, từ đây thất giới mới từ từ hình thành lăng thiên nghe vậy thất kinh cảm xúc nói té ra chuyện trong truyền thuyết hơn nửa là không đúng quả thực khiến người ta khó mà tin được rồi cửa thời không đó hư vô tôn chủ chỉ vào vầng mây sáng ngoài trăm trượng nhỏ nhẹ nói ở nơi kia nó luôn luôn tồn tại trong hư vô đại điện được bảo tồn hoàn chỉnh vài ngàn năm lăng thiên vẻ mặt hơi thất kinh há miệng muốn hô lên lại đột nhiên ngừng lại lục vân lôi thiên mấy người trương ngạo tuyết nhìn về nơi đó mới hiểu được vì sao trước đây Thiên Sát muốn ra tay phá hủy vầng mây sáng đó, té ra là dự tính khai mở cửa dị giới. Trầm ngâm một lúc, Lăng Thiên thôi kinh ngạc, tiếp tục nói: "Tôn chủ, trước đây người có nhắc đến quá khứ của Thiên Sát địa âm, vẻ mặt bọn họ vô cùng kịch liệt. Thật ra bên trong đó có ẩn chứa huyền cơ gì vậy?" Câu này của Lăng Thiên vừa hay nói ra những suy tư trong lòng mấy người Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết, bọn họ không khỏi tập trung nhìn sang hư vô Tôn chủ, muốn hiểu được thật ra có điều gì bí ẩn đây. Hư vô tôn chủ trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói. Về vấn đề này thật ra có quan hệ rất lớn đến cảm nhận của thiên sát địa âm. Đủ rồi, điều muốn nói người đã nói rồi, hay bây giờ hãy quay lại chuyện chính, phải kết thúc thế nào đi. Cắt ngang lời của hư vô tôn chủ, thiên sát vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng vô cùng không muốn bị người ta nhắc đến những chuyện trước đây. Hư vô tôn chủ thở dài nói, đã nhiều năm trôi qua, đến lúc có quyết định chọn lửa cuối cùng, người lại không muốn bộc phát hết những uất ức người phải chịu nhiều năm sau thiên sát vẻ mặt đau khổ vô cùng, bật cười điên cuồng nói. Uất ức, ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, ai người thật sự biết được nỗi buồn khổ trong lòng kẻ mạnh. U Minh Ma Long lạnh lùng tàn khốc nói, thiên sát, chớ quên thân phận của ngươi, đừng ở đây làm mất mặt. Trường 1111 Ma Long đột hiện, Ma Long đột nhiên xuất hiện phần 3. Âm đế bất mãn lên tiếng, quá khứ của chúng ta tất cả đều do ngươi mà ra. U Minh Ma Long hừ giọng nói, nếu ngày trước các ngươi chọn lựa con đường này, thế thì phải chịu đựng tất cả mọi thứ lăng thiên thấy vậy thúc giục tôn chủ chớ để ý đến bọn chúng người cứ nói thẳng ra đi hư vô tôn chủ liếc lăng thiên rồi lại nhìn thiên sát địa âm gật đầu nói cũng được thế sẽ nói cho các người biết dù sao cũng là chuyện quá khứ ai cũng không thể thay đổi được ngày đó thiên sát và địa âm đến nhân gian dùng thực lực kinh người làm thiên hạ khiếp sợ thật là vinh quang làm sao nhưng bọn chúng lại tàn bạo bất nhân Nguyên nhân sâu xa là do trong lòng bọn chúng có hận, hận thù khó mà bình tĩnh được. Nói đến đây, Hư Vô Tôn chủ hơi dừng lại một chút, quan sát vẻ ngoài của Thiên Sát và Địa Âm, thấy sắc mặt bọn họ cay đắng, mơ hồ có chút bi phẫn. Lam Thiên vội vàng hỏi tiếp, có hận thù, vậy cũng không được phát tiết ở những người vô tội không liên quan. Hư Vô Tôn chủ cảm thán, người và người khác nhau, nếu cùng xuất thân một nơi thì có phương thức phát tiết tương tự. Nếu như xuất phát khác nhau, những người có đại quyền thao túng sinh tử thông thường không để ý đến sống chết của người khác. Bọn họ đến đây thật ra hoàn toàn không phải do ý muốn, mà vì lầm mưu người khác, theo sự sắp xếp của người khác trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Thiên Sát nghe vậy vẻ mặt biến hẳn, âm đế lại kinh hãi la lên. "Chuyện này chúng ta chưa từng nhắc đến với người nào, vì sao ngươi lại có thể biết được?" U Minh Ma Long giống lên, chớ có nói bậy, đây là chuyện không thể nào. Hư Vô Tôn chủ cười lạnh nói, "Nói bậy chăng?" Âm đế đã thừa nhận rồi, người còn cho là có thể khuất lấp mọi thứ sao. Địa âm ở dị giới là một cao thủ có tiếng, bọn chúng tự phụ bất phàm, cười ngạo quần hùng, kết quả lại bị ông chủ dị giới lợi dụng, trở thành quân tiên phong xâm nhập nhân gian, muốn dùng cách này để thử thăm dò thực lực nhân gian, nhằm tiến thêm bước xâm lược kế tiếp. Đáng tiếc ông chủ dị giới không hề ngờ được, thực lực nhân gian hùng hậu, thiên sát địa âm lần lượt bị phong ấn, cửa vào bị ta liên tục chấn giữ, nên mấy ngàn năm nay âm mưu khó mà thực hiện được như vậy mới có thể bảo hộ được an ninh và hòa bình của nhân gian mấy ngàn năm. U Minh Ma Long giận dữ nói, cho dù là như vậy, mấy ngàn năm đã trôi qua rồi, chúng ta lại tái sinh trở lại, như vậy đã định sẵn kiếp nạn này ngươi không cách gì ngăn trở được. Hư vô tôn chủ phản bác lại, ngươi cho là thiên sát và địa âm sẽ hỗ trợ ngươi sao? U Minh Ma Long tự tin đáp lời, ngày đó bọn họ sau khi tỉnh ngộ, tuy lòng có ý tưởng bất cam muốn thống nhất nhân gian, sau đó dùng sức mạnh nhân gian để quay lại báo thù đáng tiếc không như mong muốn cả hai đều bị cao thủ nhân gian phong ấn đến bây giờ tuy nói là còn canh cánh bên lòng nhưng với sự tự phụ và thân phận của bọn họ cũng tuyệt đối không cúi đầu với các ngươi dù sao xuất thân của chúng ta cùng một chỗ hư vô tôn chủ cười lạnh hỏi phải vậy chăng bọn chúng quả thật cam lòng cả đời này bị người ta lợi dụng khiến cho sự tiếc nuối vĩnh viễn giữ trong lòng chăng u minh ma long đáp bọn họ hiện nay hoặc là bị tiêu diệt mang theo những tiếc hận trong lòng ra đi trong tuyệt vọng hoặc là cùng nhau chấp nhận mất cả trì lẫn trài, khai mở cửa thời không để ông chủ dị giới đối phó với các ngươi. Cả hai chọn lựa này đối với bọn họ thế nào đều phải đối mặt địch nhân, đều có cửu hận. Ngươi nói xem bọn họ sẽ chọn lựa như thế nào. Hư vô tôn chủ lạnh lùng đáp, không hổ là khai lộ sứ giả của dị giới, tài ăn nói thật kinh người. Nhưng rất nhiều khi không được như mong ước, hoàn toàn không thuận lợi như trong tưởng tượng. U Minh Ma Long lạnh lùng ngạo mạn nói, không có được mấy phần thực lực, làm sao có thể dám đến nơi này?" Âm Đế bên cạnh vẻ mặt âm hiểm nói, "Hư Vô Tôn Chủ, người nó cả nửa ngày, đơn giản chỉ muốn nói ra lai lịch của bọn ta cho những người ở đây, để rồi hỗ trợ ngươi ra tay." Nhưng dù sao Lục Vân Chính là kẻ nghịch thiên, hắn và Hư Vô Giới Thiên Thế không cùng sống, ngươi cho là hắn sẽ hỗ trợ ngươi chăng?" Hư Vô Tôn Chủ cười thần bí hỏi lại, "Ai nói với ngươi Lục Vân Chính là kẻ nghịch thiên?" Âm Đế sừng sốt quát lên, "Đây là chính miệng hắn nói ra, làm sao có thể giả được?" hơn nữa truyền thuyết kẻ nghịch thiên lưu truyền trong tu chân giới đã rất lâu rất nhiều người đều biết hư vô tôn chủ cười hỏi nếu đã rất nhiều người đều biết thế ta hỏi ngươi sao gọi là kẻ nghịch thiên âm đế giận dữ nói ngươi rõ là đã biết rõ còn cố hỏi muốn trêu chọc bổn sao hư vô tôn chủ cười cười ánh mắt nhìn đến lục vân thần bí nói ngươi nhất định rất kinh ngạc vì sao ta lại muốn đề cập đến vấn đề này lục vân đáp ta hơi kinh ngạc nhưng ta lại muốn biết dụng ý thật sự của ngươi là gì? Hư vô tôn chủ điềm nhiên trả lời, ta nhắc đến những chuyện này chỉ muốn cho các ngươi biết một số chuyện. Nếu ta không nhắc đến, rất nhiều chuyện sẽ bao phủ trong bóng đen của lịch sử. Lục Vân trong lòng sinh nghi, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lẽo nói. Phải vậy chăng, thế những chuyện ngươi vạch trần tiếp theo nhất định rất có sức chấn động. Hư vô tôn chủ đáp, tự nhiên rất có sức chấn động, bởi vì ngươi hoàn toàn không phải là kẻ nghịch thiên chân chính lục vân vẻ mặt hơi động đậy hai mắt bắn ra ánh sáng mạnh mẽ trầm giọng nói ngươi lừa người ta hư vô tôn chủ nghe vậy cười lớn ánh mắt quét qua những người đang ở đó phát hiện thấy ai nấy đều ra vẻ rung động và khó mà tin được thôi cười hư vô tôn chủ nghiêm chỉnh nói lục vân ta không hề lừa ngươi kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết không phải là ngươi nghe vậy lục vân lập tức kích động quát lên nếu ta không phải là kẻ nghịch thiên thế vì sao ngày đó ngươi lại muốn sai thiên kiếm khách đối phó ta Nói ta là kẻ nghịch thiên, ép ta ra khỏi chính đạo, mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết." Hư Vô Tôn chủ nói, "Về thân phận của ngươi, đó là do Thiên Kiếm khách suy đoán. Về những chuyện khác, ta tự nhiên có dụng ý của mình." Lăng Thiên kinh hãi vội vàng nói, "Tôn chủ, người nói thật không? Nếu Lục Vân không phải là kẻ nghịch thiên, sao hắn có thể làm cho thất giới rung động bất an, tự tay tiêu diệt Vân Chi pháp giới, còn có thể biến đổi rất nhiều chuyện vậy?" Âm Đế cười lạnh nói, truyền thuyết chỉ nói có kẻ nghịch thiên mới có thể cải biến được định mệnh lục vân nếu không phải là kẻ nghịch thiên thế thì những chuyện xảy ra với hắn phải giải thích thế nào hư vô tôn chủ bình tĩnh nói kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết tuyệt đối không phải là giả dối hắn đúng có thể cải biến số mệnh của nhiều người nhưng lục vân không phải là kẻ nghịch thiên hắn chỉ là kẻ chấp hành mà thôi âm đế khinh thường nói kẻ chấp hành ngươi cho có người tin vậy chăng lăng thiên nói đúng thế tôn chủ nếu hắn không phải là kẻ nghịch thiên thế thì hắn là ai vấn đề này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa lục vân nếu không phải là kẻ nghịch thiên thì chàng là ai những câu chuyện truyền kỳ xưa nay xảy đến với chàng phải giải thích như thế nào đây hư vô tôn chủ nhìn lục vân giọng khẳng định nói hắn không phải kẻ nghịch thiên mà là vạn diệt đồ lục vân vẻ mặt biến hẳn kinh hãi nói ngươi làm sao lại biết được lăng thiên mơ hồ nói vạn diệt đồ có ý nghĩa thế nào hư vô tôn chủ trả lời thần bí gọi là vạn diệt nhằm chỉ vào vạn diệt cổ động đứng hàng đầu trong năm đại động thiên lục vân chính là người thừa kế của vạn diệt cổ động nắm giữ được sức mạnh hủy diệt vạn vật chính là người thần bí nhất trong trời đất luôn khiến người ta không cách nào nhìn thấu được cái gì vạn diệt cổ động đây chính là nơi thần bí nhất trong truyền thuyết không ngờ là có thật một loạt biến cố khiến lăng thiên bấn loạn trong lòng hoàn toàn quên mất thân phận cao thủ hư vô giới của mình tỏ ra kinh hãi trước chuyện nhỏ lục vân vô cùng khiếp sợ đây chính là bí mật lớn nhất cả đời mình ngay cả sư phụ duyên diệt cũng không biết sao hư vô tôn chủ lại biết được nghĩ đến đây lục vân cảm thấy ông ta cao thâm khó lường lại thấy rất quen thuộc nhưng không sao làm rõ được u minh ma long giọng hơi thất kinh ngạc nhiên hỏi vạn diệt cổ động té ra hắn xuất thân từ đó khó trách tu vi kinh người như vậy ha ha hư vô tôn chủ đa tạ ngươi đã tiết lộ tin tức này sau này khi đối phó với hắn Ta biết được rõ hơn thì sẽ nắm vững hơn. Hư Vô Tôn chủ đáp, không cần phải đa tạ ta, sau này ngươi sẽ hối hận về mọi chuyện ta đã làm trước đó. U Minh Ma Long nghe vậy kinh hãi, trầm ngâm suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của ông. Lăng Thiên sau khi kinh hãi, dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Tôn chủ, nếu người đã sớm biết thân phận của Lục Vân, thế ngày đó sao lại không ngăn cản hành vi của chúng tôi? Còn nữa, Lục Vân không phải kẻ nghịch thiên, vậy kẻ nghịch thiên thật sự là ai? Trước đây" Lục Vân từng tiêu diệt phu thần, giải được lời nguyền bạch như xương. Điều này phải giải thích như thế nào? Hư vô tôn chủ đáp, hai vấn đề trước, chút nữa ta sẽ trả lời cho ông. Còn về những chuyện xảy ra với Lục Vân, đó bởi vì Lục Vân là người chấp hành, những biến đổi đều phải phát xuất từ hắn mà thành hiện thực, điều này mới khiến người ta hiểu sai, cho hắn chính là kẻ nghịch thiên. Lăng thiên nghe vậy không thỏa mãn, hỏi tiếp, chuyện đến nước này, tôn chủ lẽ nào còn không thể nói rõ sự tình. Bốn bề, mọi người đều thấy có lý những điều muốn nói đều nói rồi còn có điều gì đáng để che giấu đây hư vô tôn chủ hiểu rõ ý của ông điềm nhiên đáp trước đây ta hỏi qua ông nếu muốn ông đi với liệt thiên ông có đồng ý hay không nhưng ông đáp là không đồng ý thấy ông nhắc đến lăng thiên lập tức nghĩ lại lúc trước gật đầu trả lời không sai có chuyện này ta còn hỏi tôn chủ vì sao lại hỏi như vậy hư vô tôn chủ đáp bây giờ ta cho ông biết nhưng sau khi ông nghe rồi, biết đâu sẽ đau khổ trong lòng. Lăng thiên chấn động trong lòng, trầm giọng nói. Câu này của tôn chủ ám chỉ chuyện đó có liên quan rất lớn đến lăng thiên. Hư vô tôn chủ cười cười, ánh mắt phức tạp đáp. Ngày đó yêu hoàng liệt thiên xuất hiện như xét đánh, sưng hùng thất giới 1.200 năm trước, cuối cùng thiếu chút nữa đã hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Lúc đó, cao thủ sáu giới còn lại liên thủ phản kích, cuối cùng bạch như xương ra tay phong ấn yêu hoàng, ngăn cản mọi thứ. Lăng thiên không hiểu nói, Chuyện này tôi biết, nhưng như vậy thì sao đây?" Hư Vô Tôn chủ than nhẹ, "Thật ra, ngày đó Liệt Thiên có cơ hội thống nhất thất giới, đáng tiếc bị hư vô giới ngăn cản." Lăng Thiên nghi hoặc nói, "Chuyện tốt vậy sao Tôn chủ lại thấy đau lòng?" Hư Vô Tôn chủ than nhẹ, "Ta chỉ tiếc nuối cho Liệt Thiên, bởi vì hắn là người duy nhất trên thế gian có thể thống nhất thất giới." Lăng Thiên nghi hoặc không hiểu hỏi, "Vì sao vậy?" Hư Vô Tôn chủ nhấn từng câu từng chữ, "Bởi vì Liệt Thiên chính là con trời định mệnh sắp sẵn hắn phải thống nhất thất giới, đáng tiếc bởi vì có sự tham gia của một số người mà sắp thắng đổi thành thất bại. Lăng thiên kinh ngạc, hỏi lại, liệt thiên là con trời, chuyện này sao có khả năng được, hư vô tôn chủ đáp, liệt thiên chính là trời đất thai ngén, cuối cùng sau 900 năm xuống thế, vừa sinh ra đã có hình người, thừa kế được sức mạnh cực thánh trong trời đất. Hắn xuất hiện chỉ để thống nhất thất giới, dùng đối phó với kiếp nạn ngày nay. Lăng thiên nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên bị cảm giác đùa bớn, không khỏi phát điên gào to không không thể như vậy không thể ông lừa người ta lục vân vẻ mặt nặng nề đúng lúc này lên tiếng hư vô tôn chủ ngày đó nếu ông đã biết như vậy vì sao còn muốn ngăn cản âm đế cũng nghi hoặc nói đúng thế với sức mạnh của liệt thiên một khi hắn thống nhất thất giới lúc đó chúng ta có thẳng thắn gặp hắn chưa chắc hắn chiếm được tiện nghi ngươi làm như vậy không phải tự mình làm khó mình sao u minh ma long hừ lạnh nói hắn tất nhiên không thể rời khỏi vị trí hư vô tôn chủ nên mới có ý ngăn cản hư vô tôn chủ giọng bình tĩnh nói liệt thiên thống nhất thất giới đúng là chuyện không dở nhưng hắn lại không thể ngăn cản đại nạn ngày nay nhưng sẽ khiến chuyện càng lúc càng lún sâu âm đế khinh bỉ nói mượn cớ người lúc này nói như vậy đều không phải nhằm che giấu những khuyết điểm ngày đó ngươi phạm phải lang thiên nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn hư vô tôn chủ cất tiếng hỏi phải vậy chăng hư vô tôn chủ giọng quái dị nhẹ nhàng nói Lăng thiên à, bản tính ông quá chính trực, đây chính là chỗ khác với duyên diệt. Hắn sau 3 năm đã nhìn được bí mật của hư vô giới thiên, nhưng ông đến lúc này còn chưa từng hiểu rõ. Lăng thiên toàn thân chấn động, một cảm giác đau thương đáng kể dâng trào trong đáy mắt. Ta vốn có chút ngu muội, mãi đến lúc này mới phát hiện, té ra mọi chuyện đều một tay ông an bài, ông mới chính là kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết. Câu này của lăng thiên hệt như sấm động, khiến cho mọi người tại chỗ đều kinh hãi biến sắc, ngay cả Lục Vân bình tĩnh lạnh lùng như vậy cũng không khỏi toát ra vẻ kinh hãi, huống gì là những người khác đây. Hư vô tôn chủ bật cười nhẹ bông lông, lên tiếng. Lăng thiên à lăng thiên, thời khắc này ông mới chính là người thông minh nhất đáng tự hào, đáng tiếc, mọi thứ đều đã định sẵn rồi. Lăng thiên lắc đầu, vô cùng đau thương nói. Ta vẫn mãi rất ngu ngốc, cho dù biết được thân phận của ông rồi. Ta còn chưa hiểu rõ, vì sao ông lại làm như vậy? Vì sao lại muốn chọn Lục Vân làm người chấp hành? Hư vô tôn chủ cười hỏi, Lục Vân, người nghe đã lâu rồi, hẳn trong lòng có đáp án chứ? Lục Vân vẻ mặt phức tạp, nhìn hư vô tôn chủ trầm giọng nói. Có một số suy đoán, nhưng hoàn toàn không khẳng định được. Hư vô tôn chủ hơi gật đầu, sau đó rời mắt nhìn Lăng Thiên nói. Hai ngàn năm trôi qua, ít nhiều có mấy phần tình cảm, ta cho ông một cơ hội, cũng xem như là chút tình của người xưa. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lại, thấp giọng nói. Ông muốn giết ta, hư vô tôn chủ lắc đầu nói ta không giết ông, nhưng cho ông 20 năm, hy vọng ông nắm vững cơ hội, chớ để trong lòng hối hận. Nói xong tay phải phất lên, một luồng hào quang bảy màu lóe lên, Lăng Thiên còn chưa kịp phản kháng liền bị ông hút vào trong lòng bàn tay, hóa thành một hạt châu ngũ sắc. Chăm chú nhìn hạt ngọc, hư vô tôn chủ nói, chớ cho là ta nhẫn tâm, ta đã cho ông hơn 20 năm, cũng không có lỗi với người xưa. Rứt lời lòng bàn tay xoay chuyển, hạt ngọc ngũ sắc kia trước mắt đã không còn tung tích. Lục Vân nhìn thấy cảnh này, sự nghi hoặc trong lòng càng thêm mãnh liệt lẽ nào suy đoán của mình là thật sao lại có khả năng như vậy âm đế thiên sát trầm ngâm không nói ai nấy trong mắt mở hiện một sắc thái kinh hãi không khỏi cùng nhìn lại u minh ma long lôi thiên vẻ mặt nặng nề thực lực hư vô tôn chủ người nghe phải khiếp hắn chưa từng thấy chưa từng nghe mấy người trương ngạo tuyết và hoàng thiên hơi lo lắng bây giờ hư vô tôn chủ thành kẻ nghịch thiên lục vân trở thành người bị ông ta lợi dụng tiếp theo giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đây chương một nghìn một trăm mười hai tứ vị nhất thể bốn người trong một thân thể phần một thu tay lại hư vô tôn chủ điềm nhiên lên tiếng bây giờ nơi này chỉ còn bọn ta đã đến lúc thật sự kết thúc mọi chuyện u minh ma long quát lên không gấp nói cả nửa ngày rồi ngươi còn chưa nói đến chuyện quan trọng nhất âm đế nói không sai ngươi còn chưa cho chúng ta biết ngươi thật sự là ai hư vô tôn chủ cười nói thế nào ta không phải là hư vô tôn chủ sao u minh ma long trầm giọng đáp cảm giác ngươi có chút không giống bởi vì thực lực ngươi mạnh hơn ngày trước rất nhiều hư vô tôn chủ nói vài ngàn năm trôi qua rồi tu vi không tiến bộ có phải là sống uổng sao u minh ma long phản bác lại khi một người tu vi đã đạt đến một cảnh giới nhất định muốn tiến lên nữa thì rất khó khăn ngày đó tu vi ngươi đã đạt đến cực hạn đừng nói vài ngàn năm cho dù một vạn năm cũng không thể có được tiến bộ đến mức này thiên sát nói câu này không sai chúng ta đến đây cũng đã vài ngàn năm rồi sức mạnh vẫn duy trì ngang bằng với ngày trước, cơ hồ không tiến thêm được bước nào, người cũng không thể là ngoại lệ. Hư vô tôn chủ cười đáp, nói như vậy ta không phải là hư vô tôn chủ, thế thì ta là ai đây? Câu hỏi này khiến mọi người sửng sốt, nhất thời ai cũng không thể đáp được. Giây lát, Trương Ngạo Tuyết ở khá xa lên tiếng. Trước đây khi ngươi đề cập đến dị giới, đã từng nói thiên hạ chỉ có hai người biết được, ngoại trừ ngươi ra, người kia chính là ai đây? Hư vô tôn chủ nghe vậy, liếc trương ngạo tuyết, cười đáp. Hỏi rất hay, đây chính là mấu chốt, âm đế giận dữ nói, bớt lãng phí thời gian, nói ra lai lịch nhanh đi. Hư vô tôn chủ đáp, nếu như các người cố chấp muốn biết, thế ta sẽ cho các người biết. Ngày đó thật sự biết được chuyện gì giới có hai người, một chính là hư vô tôn chủ, một người là kẻ nghịch thiên. Thiên sát sừng sờ, giận dữ nói, người bớt nói nhảm đi, nói cũng như không vậy chăng. U Minh Ma Long lại nói, không phải, hắn đã nói rồi, hắn chính là kẻ nghịch thiên, mà không phải hư vô tôn chủ. Thiên sát ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ hỏi lại, thế hư vô tôn chủ thật sự đi đâu rồi? Hư vô tôn chủ kẻ nghịch thiên cười đáp, hư vô tôn chủ thật sự ở gần đây, ngày đó hắn sau khi sáng lập ra hư vô giới rồi liền bị ta phong ấn ở nơi này. Âm đế đưa mắt nhìn bốn phía, không hề thấy có chỗ nào khác thường, nhịn không được hỏi lại. Phong ấn ở đâu, sao không có chút phát hiện nào? Kẻ nghịch thiên thần bí đáp, tự nhiên không thể để người phát hiện, nếu không làm sao có thể lừa được cao thủ hư vô giới vài ngàn năm." U Minh Ma Long giận dữ nhìn kẻ nghịch thiên, gần giọng nói. "Kẻ nghịch thiên bất quá chỉ là một cách xưng hô, ngươi thật sự là người thần bí phương nào?" Hư Vô Tôn chủ cười trả lời, "Muốn biết chăng? Thế thì ngươi phải hỏi Vạn Diệt Đồ, hắn hẳn có được đáp án." Mọi người nghe vậy đều nhìn lại Lục Vân, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ. Lục Vân vẻ mặt quái dị, liếc mọi người rồi nhẹ giọng nói, "Nếu ta đoán không sai, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết có họ lục, chính là lục gia bách thế tiên tổ ông tổ trăm đời của lục gia. Cái gì là tiên tổ, trương ngạo tuyết, bách linh, thương nguyệt vẻ mặt biến hẳn. Kết quả này quả thật rất bất ngờ, quả thực khó mà tin được. Lục vân tiên tổ, khó trách lại như vậy, bất ngờ nhìn kẻ nghịch thiên, u minh ma long, âm đế, thiên sát, lôi thiên đều đột nhiên tỉnh ngộ, té ra mọi thứ từ bắt đầu đã có mưu tính. Bật cười ha hả, kẻ nghịch thiên nói, không hổ là con cháu nhà họ lục, tính ra cũng không phụ lại tâm huyết của ta. Thấy ông đã thừa nhận, Lục Vân cười khổ nói, tiên tổ thần cơ diệu toán, hà tất phải khổ sở cố ý trêu cợt con cháu đời sau vậy. Kẻ nghịch thiên cười đáp, thật ra từ ban đầu ta đã tính ra con bị tàn khuyết một hồn một phách, vì thế đã lưu lại một đao một kiếm giao cho con, hoàn toàn không có ý nghĩ chuyện khác. Nhưng sau đó, ta gặp phải hư vô tôn chủ, biết được chuyện dị giới từ hắn, lập tức hiếu kỳ trong lòng, muốn ấn chứng câu nghịch thiên cải mệnh có đúng hay không, tiện thể thay thế hư vô tôn chủ. Trong lúc đó, ta chỉ nhằm vào liệt thiên, nhúng tay quan tâm một chút để thay đổi định mệnh của hắn, dùng tình yêu đổi lấy quyền lực trong tay hắn. Còn những chuyện khác không hề nhúng tay vào, mãi đến khi con xuất hiện, ta đều không hề hỏi đến. Lục Vân Kinh ngạc hỏi, tiên tổ nói vậy, vận mạng của con, người chưa từng can thiệp vào. Kẻ nghịch thiên lắc đầu cười nói, không phải, từ khi con lấy được một đao một kiếm của ta rồi, ta dĩ nhiên đã thay đổi định mệnh của con. Còn những chuyện phát sinh sau này, ta chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, chưa từng cố tình thay đổi con đường vận mạng của con. Gật đầu khe khẽ, Lục Vân thoáng an tâm đáp, nói như vậy, tất cả mọi thứ con có đều là kết quả nỗ lực bản thân của con. Kẻ nghịch thiên cười đáp, đương nhiên là vậy, nếu không con làm sao thật sự chiếm được lợi thế khi đối mặt thiên hạ. Lục Vân nghe vậy, khuôn mặt cuối cùng cũng toát ra nụ cười. Khi hai ông cháu Lục Vân nói chuyện, U Minh Ma Long cũng đang ngầm giao lưu tin tức với Thiên Sát, Âm Đế. "Trước hết, U Minh Ma Long nói, tình thế như vậy, chúng ta phải liên thủ mới có cơ hội thủ thắng được." Thiên Sát không lạc quan lắm nói, "Hai người bọn họ liên thủ, chúng ta sợ không có khả năng thắng được." Âm Đế lo lắng nói, "Đúng thế, kẻ nghịch thiên thực lực thần bí khó dò, chúng ta cũng không thể địch lại Lục Vân." Trận chiến đến lúc này đã, U Minh Ma Long lạnh lùng ngạo nghễ nói, "Đừng nhụt chí, chỉ cần nguyên thần các ngươi hợp nhất, Âm dương giao hòa, đến lúc đó sức mạnh có thể tăng mạnh lên 3 lần. Như vậy cũng không lo sẽ không tiêu diệt được bọn họ. Nếu tình hình lại xấu đi lần nữa, các người dung hợp rồi vẫn không địch được, chúng ta còn có cơ hội khai thông cửa thời không, có được viện trợ mạnh mẽ để đối phó với bọn chúng. Thiên sát trần trừ nói, nguyên thần hợp nhất cố nhiên uy lực tăng mạnh, nhưng trong lúc hợp nhất nguy hiểm vô cùng, hai người chúng ta chưa từng thử qua, không nhất định có thể hoàn thành được. Âm đế tán đồng Chuyện này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng thử được, nếu không chẳng khác tự mình đào mồ chôn mình. U Minh Ma Long nói, tình hình hiện nay đã không còn thời gian để trần trừ, một khi động thủ lại, với trạng thái của hai người hiện nay, không bao lâu sẽ chết trong tay bọn họ. Lúc đó một chút cơ hội cũng không có, chỉ hy sinh uổng phí mà thôi. Thiên sát lo lắng nói, nếu chúng ta hợp nhất thất bại, thế, U Minh Ma Long đáp, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, Thân thể Lôi Thiên chính là chỗ ký sinh tốt nhất cho các ngươi." Âm Đế nghi ngờ nói. "Hắn à, có thể chịu được sức mạnh sinh ra sau khi chúng ta dung hợp chăng?" U Minh Ma Long khẳng định nói. "Yên tâm, không thành vấn đề. Trong người hắn đã dung hợp sức mạnh của hai người các ngươi, hơn nữa còn hấp thu linh khí của Thông Thiên Âm Mạch, kết hợp hai khí âm dương của các ngươi thành một." Té ra, ngày đó U Minh Ma Long mang Lôi Thiên đến động núi có Thông Thiên Âm Mạch chính là để lần lượt hấp thu sức mạnh Âm Đế và Thiên Sát còn lưu lại dùng nó để cải tạo thân thể của lôi thiên khiến lôi thiên có ngày đủ sức tiếp nhận sức mạnh của hai người mà không tạo nên sự bài xích hiểu được những điều này thiên sát hừ giọng nói ngươi thật âm hiểm u minh ma long không thèm để ý lạnh lùng nói ta chỉ là lo trước tính sau không lỗ mãng hành sự như các ngươi được rồi thời gian khẩn cấp lợi dụng lúc bọn họ còn chưa phát động chúng ta bắt đầu thôi âm đế hơi do dự than nhẹ quay lưng rời khỏi quê hương kết quả không có được gì cuối cùng cả ấn ký sinh mạng cũng phải biến mất, định mệnh như vậy có quá thê lương hay không? Thiên sát khổ sở lên tiếng, thật ra từ khi chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới này, đã từng có được một ngày thật sự thoải mái nào không? U Minh Ma Long nói, nếu đã không một chút thoải mái, thế thì hãy thể hiện khí phách trước đây của ngươi, khiến những địch nhân thấy được quyết tâm và nghị lực của các ngươi. Ánh mắt hơi chấp động, âm đế dường như có cảm xúc, tâm tình lập tức chuyển thành âm trầm, giận dữ nói. Dù sao không chết thì sống, đau thương cũng qua sung sướng cũng qua bổn đế thông suốt đi liền thiên sát thấy vậy ánh mắt toát ra khí thế tàn nhẫn giống to nói đúng một trận chiến hết sức có chết cũng không đáng tiếc câu này ngập tràn tình cảm dũng cảm bi tráng nhưng lại chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được cho dù lôi thiên bên cạnh cũng không biết bọn họ đang bàn luận chuyện nào u minh ma long trong lòng ngầm mừng cổ vũ đến đây trận chiến cuối cùng thắng làm vua thua chết trận vì những oán hận và bất mãn trước đây Nỗ lực lên. Âm đế và thiên sát nhiệt huyết bừng bừng, lập tức không do dự nữa, một trái một phải xuất hiện trên đầu Lôi Thiên khoảng 6 thước, dùng đầu lôi thiên làm trục giữa, nhanh chóng chuyển động trở lại. Thấy vậy, Lôi Thiên hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại, bên tai đã nghe thấy âm thanh của U Minh Ma Long truyền đến. Ngưng thần tĩnh khí, buông lỏng toàn thân, trong lòng không ý niệm, chuyển đổi chín lần sẽ thành công. Lôi Thiên sững sờ, nhưng lại không dám chống lại ý của U Minh Ma Long, vội vàng theo lời mà làm cả người dần dần tiến vào cảnh giới không minh để ý đến cử động của âm đế và thiên sát lục vân nói tiên tổ xem ra cuộc chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu lần này người ra tay hay là con kẻ nghịch thiên cười đáp tự nhiên là con rồi lục vân sớm biết kết quả cũng không để ý điềm nhiên cười nói vậy được tiên tổ hãy ở ngoài quan sát chiến trận trước xem thiên địa vô cực của con đã có thể tùy tâm sở dục chưa kẻ nghịch thiên lên tiếng trước khi xuất chiến nhắc con nhớ một điểm không được khinh địch bởi vì thời khắc này con sắp phải đối mặt với địch nhân chính là kẻ mạnh nhất trong cuộc đời của con nói rồi lóe lên đi liền đến gần bốn người trương ngạo tuyết và hoàng thiên thấy bốn cô chia nhau hành lễ kẻ nghịch thiên cũng không khước từ an nhiên đón nhận một lễ rồi sau đó nói chuyện với bọn họ suy nghĩ câu nói của tiên tổ lục phân trầm chậm đến gần u minh ma long hoa sen lửa diễm lệ dưới chân xuất hiện theo từng bước chiếu rọi bốn bể sáng vô cùng ngừng lại Lục Vân vuốt phe tứ linh thần thú trên đầu vai, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn U Minh Ma Long ra mặt ngăn lại, cười lạnh nói Với sức mạnh của ngươi, căn bản không ngăn được bước tiến của ta U Minh Ma Long âm trầm nói Lục Vân, ta biết thực lực ngươi tăng mạnh, nhưng không nên đắc ý, trận chiến này cuối cùng ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa Liếc lôi thiên, Lục Vân điềm nhiên đáp Câu nói của ngươi ám chỉ sau khi địa âm thiên sát xung hợp với lôi thiên rồi sẽ có đủ sức mạnh phân cao thấp với ta chăng U Minh Ma Long trong lòng thất kinh, không ngờ Lục Vân thông minh như vậy, có thể phát hiện được tiên cơ. Đúng thế, ta tuyệt đối nắm chắc, lúc đó lôi thiên có thể tiêu diệt ngươi. Không biết đến lúc đó ngươi có dám ứng chiến không? Lục Vân cười nhẹ đáp, phép khích tướng của ngươi rất cao minh, đáng tiếc ta hoàn toàn không phải là nhân sĩ chính đạo. Nói rồi vỗ tứ linh thần thú trên vai, dặn nó tạm thời ở bên quan sát. Bản thân chàng lại lóe lên đi vòng qua U Minh Ma Long để tấn công lôi thiên. Lục Vân vừa chuyển động, U Minh Ma Long đã biết ý nghĩ trong lòng chàng, lập tức lắc mình ngăn trước Lôi Thiên, toàn thân làn sáng màu xanh lục thấm hình thành một kết giới phòng ngự nghiêm mật, vừa hay đi trước Lục Vân một bước ngăn chàng lại. Biết thực lực của Lục Vân, U Minh Ma Long không hy vọng kết giới này có thể ngăn cản được Lục Vân, nhưng chỉ lợi dụng thời gian ngắn ngủi này phát xuất một vòng phòng ngự thứ hai, bố trí xung quanh Lôi Thiên một màn sáng màu đen ngòm có sức mạnh thôn tính vô cùng đáng sợ. Thân thể Lục Vân nhoáng lên, dễ dàng xuyên qua được tầng kết giới thứ nhất ngừng lại trước tầng kết giới thứ hai chăm chú nhìn phòng ngự trước mắt thông qua phân tích bằng ý niệm thần ba lục vân biết được dụng ý của u minh ma long trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng không chút do so dự liền xông thẳng vào màn sáng màu đen ngòm đó lập tức thân thể lục vân chạm vào màn sáng giữa hai bên ánh sáng tóe ra bốn phía sức mạnh thần thánh và sức mạnh tà ác bài xích lẫn nhau từ đó làn sáng rực rỡ sinh ra hoa lửa tung tóe kéo dài mãi không ngừng tình hình này chỉ dài trong giây lát sau đó thân thể Lục Vân liền dần dần hóa thành ánh sáng, chậm chậm dung nhập vào trong màn sáng. Thấy vậy, U Minh Ma Long trong lòng chấn động mạnh mẽ, học vấn của Lục Vân khiến nó vừa giận vừa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể lại thiết lập tầng phòng ngự thứ ba. Như vậy, U Minh Ma Long và Lục Vân một thủ một công, ai nấy thi triển kỹ thuật của mình, tạm thời rơi vào tình trạng rằng co. Cũng đúng lúc đó, thân thể lôi thiên đang phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Trước hết, địa âm và thiên sát trong lúc xoay tròn rất nhanh, đem sức mạnh toàn thân dần dần phân giải theo một phương thức đặc thù, chuyển hóa thành sức mạnh lưu động. Tiếp đó, hai bên toàn lực thúc động sức mạnh kia, dùng phương thức gia tăng hướng tâm, liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của lôi thiên. Thứ ba, lôi thiên bắt đầu dung hợp sức mạnh của hai người bọn họ. chương 1113 tứ vị nhất thể, bốn người trong một thân thể phần hai. Trong lúc này, biến hóa của lôi thiên vô cùng rõ rệt. Từ bình tĩnh lúc ban đầu đã dần dần lộ ra vẻ đau khổ, nhưng đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau đó, lôi thiên toàn thân chân nguyên dao động đột nhiên gia tăng, làn sáng đẹp mắt như ngọn lửa bừng bừng, lúc thì đen ngòm kinh người, ngập tràn quỷ dị, lúc thì đỏ rực uy vũ, tràn đầy khí phách. Quá trình này kéo dài trong một lúc, sau đó làn sáng đen ngòm và làn sáng đỏ rực bắt đầu hội tụ. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất, bởi vì địa âm thiên sát trên đầu lôi thiên đã chuyển hóa thành khí âm tà, hiếu sát thuần nhất, dung hợp vào trong người lôi thiên, tiến hành quá trình dung hợp cuối cùng. Thời khắc đó, lôi thiên thật ra ở bên bờ sống chết bởi vì sức mạnh của thiên sát và địa âm rất mạnh mẽ căn bản cơ thể của hắn không đủ sức chịu đựng nổi hắn chỉ nhờ vào ưu thế là đã từng hấp thu sức mạnh tàn dư của hai người trong cơ thể có được dấu ấn sức mạnh của bọn họ hơn nữa đã từng được u minh ma long hỗ trợ đã dung hợp được hai luồng sức mạnh yếu ớt kia thành một thể hoàn mỹ như vậy thân thể lôi thiên chẳng khác nào được hai luồng sức mạnh chuyển đổi khác đi hệt như một đứa trẻ sơ sinh có thể thừa kế được sức mạnh của bọn họ nhưng bởi vì thực lực bản thân chưa đủ nên có nguy hiểm rất lớn. Chiếu theo quy củ, sức mạnh của Thiên Sát và Địa Âm nếu chia ra truyền vào trong cơ thể Lôi Thiên để hắn có quá trình tiêu hóa hấp thu, lúc đó cơ hội thành công có thể nói là hoàn toàn. Nhưng hiện nay để đối phó với Lục Vân và kẻ nghịch thiên, Thiên Sát, Địa Âm không còn thời gian chờ đợi, đành mạo hiểm thử qua, cưỡng ép hoàn thành quá trình dung hợp trong cơ thể Lôi Thiên, từ đó sinh ra một ấn ký sinh mạng hoàn toàn mới, dựa vào cơ thể huyết nhục của Lôi Thiên để đạt được sức mạnh vượt khỏi tầm thường. Đây là một chuyện vô cùng điên cuồng và nguy hiểm. Trong toàn bộ quá trình dung hợp, sức chịu đựng của thân thể lôi thiên mấy lần đạt đến cực hạn, thiếu chút nữa đã tan nát, may mà vào lúc quan trọng được ý chí kiên định của hắn mạnh mẽ áp chế. Thật ra, nguyên thần của lôi thiên cũng khó vô cùng, bởi vì cùng lúc hắn dung hợp sức mạnh của hai người, đồng thời cũng tiếp nhận bản tính tả ác, hiếu sát của cả hai, hoàn toàn biến đổi thành một người mới âm hiểm độc ác, tàn khốc vô tình. Khi Lục Vân đột phá được tầng phòng ngự thứ ba của U Minh Ma Long, đang chuẩn bị trực tiếp công kích lôi thiên, một khí thế đáng sợ cùng với luồng khí kinh người chỉ trước mắt đã ngập tràn hư vô giới thiên, khiến Lục Vân ở khoảng cách khá gần bị hất bắn đi như tên, sau 9 lần xoay chuyển trong không trung mới có thể ổn định được thân thể. Bốn bề, sức mạnh biên cuồng hoang dã như muốn hủy diệt cả trời đất, khiến cảnh sắc tuyệt đẹp của hư vô giới thiên chấn động không yên, toàn bộ cảnh đẹp lân cận đều tan nát. Ngay cả ba điện thiên cơ, tử thần, thiên ảo cũng bị phá hủy ngay tại chỗ. Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh, hải nữ, hoàng thiên chịu sức đánh cực mạnh, kẻ nghịch thiên điềm nhiên như thường, dường như sớm biết tất cả mọi thứ. U Minh Ma Long cảm nhận được tình hình này, miệng gầm lên một tiếng dài như rồng ngâm, phát xuất tiếng kêu vui mừng và phấn chấn, phảng phất nó đã nhìn thấy được hào quang của thắng lợi. Tứ linh thần thú hử một tiếng khinh bỉ, âm thanh trầm thấp lập tức áp chế được tiếng của U Minh Ma Long. Lục Vân rất kinh ngạc, khí thế to lớn như vậy chàng mới lần đầu cảm nhận được, thật sự muốn biết tình hình sức mạnh sau khi thiên sát địa âm dung hợp vào cơ thể lôi thiên sẽ như thế nào. Giữa không chung, lôi thiên hai tay giơ cao, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mái tóc dài đỏ như máu tung bay theo gió, thần tình điên cuồng mà tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu, một vầng mây sáng màu xanh lục thấm xoay tròn biến ảo bất định, thỉnh thoảng xuất hiện một đôi mắt âm độc khiến người ta cảm thấy âm hiểm quỷ dị. Trên người lôi thiên phát ra một quầng sáng trong suốt, trên dưới hồn nhiên kết hợp thành một thể hệt như một loại kết giới ánh sáng phòng ngự. Trên lưng, hai cánh sáng màu nâu to chừng vài thước, lúc vẫy lên phát ra làn sáng màu nâu khuấy động không gian bốn phía biến hình vặn vẹo. Vòng bên ngoài, làn sáng nhiều màu liên tục thay đổi lẫn nhau, với màu đen như mực và màu đỏ tươi làm chủ, chia ra đại biểu cho đặc tính của địa âm và thiên sát. Dây lát, luồng khí điên cuồng hoang dã cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mọi người đều đưa mắt nhìn lôi thiên, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Lục Vân chuyển đến cách lôi thiên ngoài năm trượng, xuyên qua vùng không gian vặn vẹo biến hình để quan sát hắn, ánh mắt toát ra ánh sáng rực rỡ, đó chính là sự tự tin và chờ đợi của kẻ mạnh. U Minh Ma Long gào lên một tiếng kêu lôi thiên đang mơ hồ tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn đến Lục Vân, miệng phát ra tiếng quát sung trời. Lục Vân, ta nhận ra ngươi, bật cười lạnh lùng, Lục Vân đáp, ba người trong một cơ thể kết hợp rất hoàn mỹ, không ngờ còn bảo tồn ký ức trước đây. Đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không hề là ai, gần như chỉ là một thể tà ác hỗn tạp không có nhân tính. Cầm miệng, Giận dữ nhìn Lục Vân, Lôi Thiên nói như tiếng sấm. Ta còn là ta, chỉ bất quá dung hợp nguyên thần của Thiên Sát Địa Âm, có được sức mạnh, thừa kế được bản tính trời phú của bọn họ. Bây giờ, ta muốn hủy diệt nơi này, giết hết tất cả kẻ chống lại ta, thống nhất không gian dị vực, trở thành thần thánh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Chân nguyên trên người theo cảm xúc của hắn phát ra bên ngoài tạo nên kết quả kinh người vô cùng, không những nó dễ dàng hất Lục Vân lùi lại, còn khiến cho không gian dung chuyển, thiếu chút nữa đã nghiền nát cả hư vô giới thiên quay cuồng giữa không trung lục vân né tránh khí thế dữ dội của lôi thiên trầm giọng nói muốn hoàn thành tâm nguyện đó còn phải được ta đồng ý lôi thiên tròn mắt giận dữ hai ánh mắt kinh khiếp hóa thành hai ngọn đao sáng không gì chống nỗi bắn thẳng vào ngực lục vân người trước đây còn có chút khả năng bây giờ ngươi chỉ có đi chết mà thôi thấy lôi thiên càn rỡ như vậy ý niệm trong lòng lục vân biến hẳn ánh mắt lạnh lại một luồng hạo nhiên chính khí nhanh chóng phát ra từ người chàng cùng với sức mạnh khuất phục trời đất chỉ trong sát na đã ngập đầy từng phân từng góc của hư vô giới thiên đồng thời trong mắt lục phân lóe lên ánh bảy màu đòn tấn công bằng ý niệm không những đánh nát hai ngọn đao sáng do lôi thiên phát ra mà còn hung hăng đánh chúng vào đại não của hắn đáng tiếc đã bị quầng sáng trong suốt quanh người hắn hóa giải hơn nửa sức mạnh hoàn toàn không tạo nên nguy hại quá lớn nào cho lôi thiên thắng bại thế nào phải thử mới biết được ngươi chớ tự đại đắc ý còn đang nói hai tay lục phân chắp lại sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế ngạo nghễ từ người phát ra hóa thành một luồng sức mạnh cuồn cuộn, mạnh mẽ hất lùi lôi thiên vài trường. Phát hiện được biến hóa kinh người của Lục Vân, ánh mắt lôi thiên âm hiểm lạnh lẽo, gần giọng giống lên. Lục Vân người thật âm hiểm xảo trá, té ra trước đây người còn ẩn chứa thực lực. Bất quá điều đó cũng không quan hệ, bây giờ người vẫn chết như thường. Giọng nói sắc bén ẩn chứa đầy hận thù phát ra từ lôi thiên. Người hắn đã nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa hai bên, tay phải lòng bàn tay có ánh sáng đỏ như máu đánh thẳng một trường vào ngực của Lục Vân. Một trường này nhanh vô cùng, hệt như quỷ mị, khí thế của nó hung mãnh, cho dù Lục Vân cũng phải khiếp hãi chấn động. Biết lôi thiên lúc này đã không còn như trước, Lục Vân vô cùng cẩn trọng. Tay phải xoay lật nhanh chóng đón đỡ. Một trường này thật ra cũng không được lý trí, bởi vì trong tình hình chưa biết đối phương nông sâu thế nào thì sẽ nguy hiểm rất lớn. Nhưng Lục Vân dù sao cũng là Lục Vân, chàng biết rõ được quan hệ lợi hại bên trong, trong lòng không những không sợ mà còn dùng để thử thăm dò nhằm biết rõ được thực lực lôi thiên hiện nay thế nào. Như vậy, hai trưởng lập tức va chạm với nhau, sức mạnh to lớn trong chốc lát đã kích hóa tạo nên cuồng phong hủy diệt cùng với tiếng sấm rung trời và hoa lửa chói mắt khuếch tán ra ngoài từ hai người. Bốn bề, không gian dao động rất lớn, hiện tượng vặn vẹo biến hình xuất hiện. Nhưng bàn tay của hai người giao chiến dính chặt vào nhau, hơn nữa còn không hề xuất hiện dấu hiệu bị đẩy ra. Thời gian phảng phất như dừng lại, Lục phân và Lôi Thiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bảy màu đối chọi với ánh mắt đỏ như máu, hai bên giao tranh kịch liệt, chớp dung sấm giật rằng co không phân thắng bại. Luận về thực lực, Lục phân dĩ nhiên mạnh đến cực hạn, nhưng Lôi Thiên cũng không đùa được, hắn dung hợp sức mạnh cực tà cực sát trong trời đất vào trong người, thực lực mạnh đến mức nào cũng khó mà dự đoán được. Như vậy, hai người dùng đơn thuần về sức mạnh cũng khó mà phân biệt thắng bại, nếu không phối hợp ứng dụng pháp quyết thì khó có khả năng phân cao thấp được. Về phương diện này, lôi thiên có ba người ở cùng một thân thể pháp quyết hỗn tạp còn lục vân lại hội tụ chính tà còn có thiên địa vô cực hai bên sau một phen so tài về mặt pháp quyết lục vân chiếm được ưu thế như vậy giao tranh ánh mắt cũng như giao chiến tinh thần dị lực phương diện này lôi thiên tuy mạnh nhưng không được như lục vân vì thế bị thất bại cao thủ đang giao chiến nếu rút dây sẽ động rừng lôi thiên khi thi đấu ánh mắt đã không địch lại được lục vân trực tiếp tạo nên thất bại toàn diện lôi thiên lúc này trong lòng không cam nhưng không làm gì được, bị Lục Vân một trưởng đánh bay. Một chiêu thắng lợi, Lục Vân vẻ mặt bình thản, trong lòng không hề vui sướng, ngược lại còn có cảm giác nặng nề. Bởi vì mới giao tranh một trưởng, Lôi Thiên đã khiến chàng kinh hãi vô cùng. Theo tình hình Lục Vân nắm được, Lôi Thiên sau khi dung hợp được sức mạnh của thiên sát địa âm, sức mạnh mới sinh ra của hắn đã gấp đôi tổng sức mạnh của ba người. Điều này khiến người nghe phải khiếp sợ. Hiện nay, thiên địa vô cực của Lục Vân tuy tiến vào trạng thái cực hạn tuyệt cao vô cùng, nhưng mạnh đến thế nào có đủ để chiến thắng được lôi thiên hay không bản thân chàng đều không rõ trong tình hình như vậy lục vân đối mặt với cường địch áp lực trong lòng rất rõ ràng thấy lục vân chiến thắng trương ngạo tuyết thương nguyệt bách linh hoàng thiên mới hơi an lòng một chút hải nữ còn hoan hô sư phụ cố lên giết chết tên xấu xa kia kẻ nghịch thiên trầm ngâm quan sát ánh tím quanh thân thể khiến người ta không sao nhìn được vẻ mặt của ông u minh ma lòng hơi bất ngờ một chút Lôi thiên lúc này thực lực kinh thiên, theo lý thuyết phải vượt quá lục vân, sao ngược lại bị chàng đánh lui. Lùi vài trượng, lôi thiên nổi giận đùng đùng, hung ác chừng mắt lục vân, gào thét nói. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi, giết sạch mọi người nơi này, hủy diệt cả nơi này. Trong cơn thịnh nộ, tính cách lôi thiên càng thêm tàn bạo vô tình, đang dần dần đi đến mức cực đoan. Nguyên gốc, lôi thiên sau khi dung hợp thiên sát địa âm rồi, tính cách đã bị ảnh hưởng nặng nề, một chút ý niệm chính nghĩa cũng bị sự tà ác của âm đế và sự tàn khốc của thiên sát loại bỏ. Hiện nay, lại thêm sự bất lợi khi mới giao chiến, bị ý niệm cừ hận điều khiển, cả người Lôi Thiên hoàn toàn đi vào con đường đen tối. Để ý đến những chuyển biến rất nhỏ của Lôi Thiên, Lục Vân cũng không trả lời, chủ động phát ra tiến công, bắt đầu một trận chiến cuối cùng. Lôi Thiên vẻ mặt điên cuồng, hai tay múa quyền hệt như xích thủ không quyền để giao chiến. Đừng cho là Lôi Thiên lúc này hơi điên cuồng, Quyền của hắn có thể nói khiến người kinh hãi vô cùng, mỗi một quyền đều làm rung động núi sông, có uy thế khai thiên lập địa, đánh cho Lục Vân ứng phó không được, căn bản không cách gì tiến vào trong phạm vi ba trượng. Lục Vân toàn lực ứng chiến, làn kiếm tay phải múa lên như mưa, phân bố bốn phía lôi thiên, vừa chống lại sức quyền của Lôi Thiên, vừa tìm kiếm điểm sơ hở của hắn. Ngoài ra, Lục Vân còn phát động tấn công bằng tinh thần, dùng tâm dục vô ngân của Ma tông làm vũ khí, ý đồ gây thương tích cho Lôi Thiên đáng tiếc loại sức mạnh này có thuộc tính nằm trong phạm trù sức mạnh tinh thần vừa đến gần lôi thiên trong phạm vi ba trượng liền bị vùng không gian vặn vẹo mạnh mẽ nghiền nát căn bản không vào được đến bên trong vì thế lục vân hơi nhếch mày kiếm trong mắt hiện lên ánh bảy màu vô số ý niệm thần ba với tần suất khác nhau đồng thời phát xuất tìm kiếm nhược điểm của lôi thiên bên này động cơ của lôi thiên đơn giản hơn lục vân rất nhiều hắn chỉ muốn dùng thực lực cực mạnh để áp đảo lục vân hoàn toàn không còn ý gì khác như vậy lôi thiên xem ra đơn giản múa loạn quyền, sau khi kéo dài được dây lát liền dần dần tiến vào cảnh giới không minh, mỗi một quyền mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực vô cùng, dần dần đạt đến tình trạng tự nhiên mà thành. Như vậy, sức mạnh của lôi thiên phát huy đến cực hạn. Mỗi lần múa quyền đánh ra liền hóa thành vô số quả cầu ánh sáng dính vào liền vỡ ra, lần lượt hất văng lục phân. Hơn nữa, sức nổ của những quả cầu này tự động kết thành một thể, hóa thành làn sóng hủy diệt, đến nơi nào thì vạn vật bị vỡ nát, cả hư vô giới thiên liền bị phá hủy chưa bao giờ có. Lúc này, tinh la vạn tượng không còn, suối thánh linh đã bị phá hủy, thước kiều và thải hồng kiều gãy nát, chỉ còn hư vô ảo bích và vầng mây nhiều màu phong ấn cửa thời không lấp lánh lộng lẫy. Ý niệm thần ba do lục vân phát ra có kết quả bất ngờ. Vừa đến gần không gian bị vặn vẹo, những luồng ý niệm thần ba đã có 9 phần bị mất tại đó. Tiếp theo, vài ngàn luồng ý niệm thần ba còn lại sau khi vượt qua được không gian vặn vẹo, có 8 phần bị nuốt mất, gần như chỉ còn vài trăm luồng thuận lợi vượt qua. Trường 1114 tứ vị nhất thể, bốn người trong một thân thể phần 3. Nhưng vài trăm luồng ý niệm thần ba này tần suất không khác biệt lớn, khi đến gần thân thể lôi thiên thì phần lớn đã bị quầng sáng kia ngăn trở. Đến cuối cùng chỉ còn vài chục luồng ý niệm thần ba thật sự đến gần được lôi thiên, nhưng tác dụng thật sự chỉ còn một luồng mà thôi. Như vậy xem ra cũng là may mắn lắm rồi. Thông qua sự thăm dò của luồng ý niệm thần ba đó, Lục Vân đã hiểu đại khái được sức mạnh của Lôi Thiên, biết hắn sau khi dung hợp được sức mạnh của Địa Âm Thiên Sát, lực lượng mới sản sinh có tính chất vô cùng kỳ dị đặc biệt, ẩn chứa hai khí âm dương, là một loại sức mạnh vô cùng hoàn mỹ, có năng lực đặc thù tự tổ chức vô cùng vô tận, quả thực chẳng khác nào vĩnh viễn bất diệt. Ngoài ra, thân thể Lôi Thiên vừa phát sinh biến hóa, sức mạnh to lớn trong cơ thể vốn còn có một chút bài xích hắn, lúc này đã dần dần tiếp nhận hắn, hai bên đang hướng đến giai đoạn hoàn mỹ. Còn về nhược điểm lục vân cũng dò xét nhưng căn bản không thấy có nhược điểm nào điều này khiến chàng kinh hãi trong lòng thời khắc này lôi thiên do trong lòng không chút tạp niệm quyền pháp tự nhiên mà ra làm chúa tể mọi thứ biểu hiện tính áp đảo rất lớn thấy vậy những người quan sát chiến trận bốn phía vẻ mặt biến hẳn u minh ma long vui mừng không thôi mấy cô trương ngạo tuyết và hoàng thiên lại lo lắng vô cùng đối mặt với tình trạng này lục vân lập tức ngưng phản kích bố trí tinh thần dị lực chu đáo quanh người Khiến cho những quả cầu ánh sáng do Lôi Thiên phát ra khi đến liền tự động vỡ nát, không tạo nên uy hiếp cho chàng. Đến lúc này, Lục Vân từ việc phản kích chuyển thành phòng ngự, bề mặt xem ra cục thế bất lợi, nhưng trên thực tế lại giảm bớt lãng phí chân nguyên. Hơn nữa, Lục Vân lúc này lợi dụng thời cơ để cân nhắc tình thế trước mắt, xem xét phản kích như thế nào mới có hữu hiệu đây. Không chung lúc này hoàn toàn bị Lôi Thiên khống chế, vô số quả cầu ánh sáng mang theo sức mạnh chấn động trời đất phân bố trên từng góc của chiến trường tất cả khí thức liên thông hệt như biển cả minh mông, bao vây chặt chẽ Lục Vân. Tình hình như vậy, Lục Vân muốn đảo chuyển cục thế rõ ràng không có khả năng. Cho nên Lục Vân phải tạo nên bất ngờ mới có hy vọng chuyển biến tình thế. Cân nhắc rồi, Lục Vân nghĩ ra một kế, bất quá vô cùng nguy hiểm, chuyện này phải có bá lực và dũng khí rất lớn. Hơi trần trừ một chút, Lục Vân quyết tâm làm, toàn thân khí thế đang dần dần tăng lên đột nhiên biến mất, cả người thu lại tất cả phòng ngự, không chút để phòng đứng ngay tại chỗ hành động này khiến người ta thất kinh bốn cô trương ngạo tuyết và hoàng thiên la lên kinh hãi trước hết nhắc chàng không được sơ ý u minh ma long thấy vậy rất mừng bật cười điên cuồng lục vân người đúng là đi tìm cái chết ha 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 lôi thiên hơi ngạc nhiên hành động của lục vân ngược với bình thường khiến tâm tình hắn vốn bình tĩnh như mặt nước đột nhiên phát sinh ra một chút rung động phản ứng của lôi thiên đã sớm nằm trong kế của lục vân chàng sở dĩ mạo hiểm như vậy chỉ để có được cơ hội khó tìm này vì thế Lục Vân lúc này đang tính trật động, hai tay vừa buông ra chợt hợp lại kết thành một pháp ấn trước ngực, toàn thân ánh sáng rực rỡ luân chuyển, dòng khí mạnh mẽ hình thành một vũng xoáy điên cuồng hấp thu tất cả mọi thứ xung quanh. Cử động này vô cùng quái dị, những người đang quan sát thấy Lục Vân đang tìm cái chết, bởi vì chàng không những không chống lại quyền kình đáng sợ của lôi thiên, ngược lại còn hút nó đến gần, đây có khác gì lão thọ tinh lại sợ sống lâu đâu. Những người đang quan sát cảm thấy nghi hoặc trong lòng, Bất kể là mấy người trương ngạo tuyết hay là U Minh Ma Long đều biết Lục Vân không ngu ngốc chủ động chịu chết như vậy. Thế thì hành động của chàng ẩn chứa bí mật gì đây? Nói điểm này ra thì rất đơn giản. Lục Vân sở dĩ hành động như vậy chỉ muốn khiến người ta cảm thấy chấn động, không đoán ra được. Ngay tiếp theo, Lục Vân liền lợi dụng cơ hội thi triển thuật phản nguyên quy nhất trong thiên địa vô cực, dùng bản thân làm nơi chứa để dung hợp chân lực to lớn của khí thức ngập đầy tả ác, hiếu sát, hủy diệt do lôi thiên phát ra. Cách làm này nguy hiểm vô cùng, bởi vì sức mạnh của Lôi Thiên mạnh đến kinh khiếp, bất kỳ vật thể nào tiếp xúc đều bị tai ương hủy diệt, không thể có được người nào chịu đựng nổi. Không ngờ lại được Lục Vân thu nạp lấy. Thật ra trong lòng Lục Vân cũng biết nguy hiểm, nhưng chàng suy xét rồi, khi bản thân thi triển thuật Vạn Nguyên Quy nhất, dòng khí xoay tròn nhanh chóng bên ngoài thân thể đã đến mức có hiệu ứng dùng nhu khắc cương, hóa giải được phần lớn sức mạnh phá hoại của quyền kình Lôi Thiên phát ra, từ đó hạ thấp tính nguy hiểm. Hơn nữa khi chàng phối hợp thi triển thêm pháp quyết hư vô không ngân, thế thì sẽ không hề có chút sơ sót nào. Kết quả chứng minh, suy nghĩ của Lục Vân vô cùng chính xác, những quả cầu sáng trói mắt ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khi đến gần thân thể Lục Vân, lần lượt bị vũng xoáy điều khiển, từ hướng thẳng đến chuyển thành xoay tròn tiếp cận, quán tính đã giảm đi rất nhiều. Khi quả cầu sáng đến gần thân thể Lục Vân, sức mạnh còn lại tuy vẫn tương đối mãnh liệt, nhưng khi tác dụng lên thân thể Lục Vân liền bị pháp quyết hư vô không ngân của chàng loại bỏ. Ban đầu, chàng chỉ hấp thu một phần nhỏ sức mạnh, sau khi tình hình đã ổn định, chàng mới từ từ tăng mức độ hấp thu. Như vậy, Lục Vân nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ, trở thành một cảnh tượng kỳ dị đặc biệt giữa không chung, mọi người trông thấy đều rất khiếp sợ. Lôi thiên rất giận, tâm tình bình tĩnh lập tức mất đi, điên cuồng giống lên phát ra quyền với sức lực toàn thân, ý đồ muốn nghiền nát Lục Vân. Nhưng quyền kình mãnh liệt tuy sắc bén nhưng chỉ cần đến phạm vi vòng xoáy quanh Lục Vân liền bị nó hấp thu mất, từ đó chuyển thành sức mạnh của chàng khiến lôi thiên nhọc công vô ích lôi thiên giận dữ vô cùng nhưng cũng ý thức được không ổn lập tức dừng công kích lại lúc này lục vân đang ở trung tâm vũng xoáy đã hấp thu được không ít sức mạnh của lôi thiên thân thể cảm thấy có chút không thích ứng bởi vì địa âm thiên sát xuất thân từ dị giới sức mạnh của bọn họ với sức mạnh của cao thủ nhân gian tu luyện có phần khác biệt may mà lục vân có thiên địa vô cực nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tiếp thu lấy luồng chân lực này như vậy Thực lực Lục Vân không hề gia tăng rõ rệt, nhưng đối với công kích của Lôi Thiên, chàng lại có sức miễn dịch nhất định. Hơn nữa, chàng còn có chỗ chế ngự công kích của Lôi Thiên hữu hiệu. Khi làn sáng đầy trời dần tan biến, Lục Vân thu hồi pháp quyết, lạnh lùng nhìn Lôi Thiên, ngạo nghễ nói: "Rất bất ngờ phải không?" Lôi Thiên hừ giọng đáp: "Điều khiến ta bất ngờ chỉ là ngươi khiếp đảm." Lục Vân điềm nhiên nói: "Nói về chiến đấu sinh tử chính là phương pháp, mà không phải cậy vào sức mạnh." Lôi Thiên khinh bỉ đáp: nói những chuyện này đơn giản là muốn bộc lộ sự sợ hãi trong lòng ngươi, uổng cho Lục Vân ngươi, quả thật là mất mặt. Vẻ mặt lạnh lại, Lục Vân hừ giọng nói, khích ta chăng, được, thế thì để ta và ngươi cùng phân cao thấp. Nói rồi tay phải dơ cao, lòng bàn tay ánh bảy màu chấp hiện, phá thương thần binh âm thầm xuất hiện mang theo sức mạnh cực cường cực bá đạo, cực thánh cực cứng rắn, phát ra ngọn lửa ánh sáng bảy màu hệt như một cột sáng kết nối tới trời. Bốn bề, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, làn sáng bảy màu cấp độ rõ ràng với lục vân làm trung tâm, chớp mắt đã phân bố từng phân trong không gian hư vô giới thiên, đang nhấp nhô bất định theo một tần suất nhất định. Được, chỉ cần ngươi không né tránh, ta sẽ khiến ngươi thưởng thức mùi vị sợ hãi cái chết là gì. Lôi thiên nói rồi, tay phải nắm chặt quyền dơ cao, một luồng hào quang đỏ rực bắn ra, đối đầu thẳng thắn với kiếm của lục vân. Trên đỉnh đầu, trong vầng mây sáng màu xanh lục thấm quỷ gì kia, cặp mắt tà ác hiện ra thấy rõ khiến lôi thiên thêm mấy phần thần bí. Phía sau lưng, hai cánh màu nâu đã dương ra cực hạn, ẩn chứa sức phá hoại rất mạnh. Cách nhau vài trượng, ai nấy thi triển tuyệt kỹ, hai người đối mặt ánh mắt nhau, khí tức đan vào nhau, đang tiến hành so tài âm thầm. Đột nhiên, Lục Vân quát to một tiếng, tay phải giơ cao múa xuống nhanh chóng, phá thương thần binh mang theo hào quang vạn trượng hệt như cầu vồng dài vô cùng chém thẳng xuống Lôi Thiên. Trong tiếng giống giận dữ, Lôi Thiên tay phải bay ra chém xuống quyền kinh khiếp đảm của hắn không chút yếu hơn cột kiếm của Lục Vân, nhanh chóng đón đỡ lấy. Hai cột sáng nhanh chóng đến gần, nhưng đúng lúc đó, một kiếm đang trên đường chém xuống của Lục Vân đột nhiên tản ra hóa thành vài trăm cột kiếm, một bộ phận va chạm vào quyền kinh của Lôi Thiên, một bộ phận lại vòng khỏi chính diện, từ góc độ khác tấn công. Cột sáng chạm nhau hoa lửa như mưa, trong tiếng sấm ầm ầm rung trời, các cột sáng tiếp tục cọ sát, rằng co, nghiền nát. Cột kiếm giao tranh trước mặt không địch được một chiêu tập trung toàn lực của Lôi Thiên, chỉ chống đỡ được dây lát liền đột nhiên tan vỡ cột kiếm tấn công mặt bên lại bất ngờ trong ánh mắt kinh hãi giận dữ của lôi thiên một bộ phận bị sức mạnh từ hai cánh sau lưng hắn phát ra đánh nát một bộ phận bị ngọn lửa ánh sáng phát ra từ cặp mắt trên đỉnh đầu đánh tan còn lại vài chục làn kiếm hung hăng vỗ chúng lên thân thể của hắn bên này lục vân cũng phải đối mặt với quyền kình đang sợ của lôi thiên nhưng chàng đã sớm có đề phòng thân thể rời ngang ba trượng né tránh không đỡ lấy như vậy Lôi thiên sợ ý tính sai liền bị đánh bay tại chỗ, thân thể bị thương không nhẹ. Lục vân lại bình yên vô sự, lợi dụng lúc lôi thiên bị thương để phát động đợt công kích thứ hai. Diệt thần kiếm, thần diệt chảm, chém cả tiên Phật, tàn sát quỷ thần. Thanh âm kinh hồn điếc tai mang theo uy nghiêm vô cùng vang vọng giữa hư vô giới thiên. Lục vân tập trung vào lôi thiên, phá thương trong tay múa ra chém xuống, một hóa thành ngàn vạn, vô số làn sáng giao hợp dung hòa ẩn chứa sức mạnh hủy diệt không gì ngăn được khi đến gần thân thể lôi thiên lại đột nhiên hợp nhất, bộc phát uy thế chấn động trời đất, rạch nát núi sông. Thời khắc đó, lục phân toàn thân mây bảy màu luân chuyển, vô số phù chú ánh sáng tạo thành các loại hình ảnh, tiên, Phật, quỷ, quái, người, thần, yêu, ma không gì không có. Cả không gian đều có sức mạnh khớp nhau. Toàn bộ bị một kiếm này của lục vân khuấy động, đồng thời hội tụ lên người lôi thiên. Phát hiện được nguy hiểm, lôi thiên điên cuồng gào thét, mái tóc đỏ trên đầu dựng đứng, chân nguyên toàn thân dao động kịch liệt theo sự thúc động của hắn, lập tức gia tăng đến mức cực hạn. Lôi thiên nắm chắc quyền phải, trong lúc thu lại phóng ra, sức mạnh toàn thân hội tụ vào tay phải hóa thành luồng sức mạnh điên cuồng hoang dã thoát tay bay ra, ảo hóa trước người thành một con báo ánh sáng nhắm thẳng vào thần diệt trảm của lục vân sông đến. Chớp mắt, hai luồng sức mạnh hủy diệt tuyệt cường giao nhau, lập tức ánh sáng mạnh mẽ trói mắt phát ra, tiếng sấm rung trời, vô số làn sáng tung bay như mưa, những tiếng sấm sét ẩm ẩm vang tận tầng mây không ngớt đỉnh điểm của giao chiến thần diệt chảm đấu với thiết quyền của lôi thiên thần diệt chảm sắc bén vô cùng sức mạnh ngưng kết thành một đường thiết quyền của lôi thiên sức mạnh hội tụ thành một đoàn hai bên gặp nhau cuối cùng thần diệt chảm đánh tan thiết quyền cứ như thế chỉ thấy làn sáng lóe lên cả hư vô giới rung động bất an sau đó tiếng sấm xét rung chuyển âm thanh mạnh mẽ khiến những người quan sát tâm hồn run rẩy bốn bề không gian vặn vẹo như cơn chốt xoáy tròn nơi nào đến thì không gian vỡ vụn hư vô giới bắt đầu đối mặt với tai nạn hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, trương ngạo tuyết mấy người toát ra nụ cười. U Minh Ma Long lại bất ngờ vô cùng, miệng phát ra tiếng gào thét không tin, nhanh chóng bay đến bên cạnh lôi thiên. Lục Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn U Minh Ma Long và lôi thiên bị chia làm hai, cười lạnh nói. Ba người hợp thể đều trở thành thất bại, các người hẳn vô cùng bất cam. U Minh Ma Long chăm chú nhìn lôi thiên, ánh mắt xuất hiện chút đau khổ, mơ hồ toát ra vẻ oán độc và thương cảm. Lục Vân, người chớ đắc ý, mọi thứ sẽ không phải kết thúc như vậy. Bật cười lạnh lẽo, Lục Vân nói, phải vậy chăng, người còn có biện pháp thế nào có thể chuyển đổi cục diện, đừng ngại hãy thi triển ra đi. Nghe ra vẻ châm chọc và khinh bỉ trong câu nói của Lục Vân, U Minh Ma Long trong lòng giận dữ vô cùng, hung dữ chừng Lục Vân, mắng. Lục Vân, người sẽ hối hận, nói rồi mở to miệng rồng, lập tức nuốt lấy hai phần của lôi thiên vào bụng trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Vân. Cao chặt mày kiếm, Lục Vân kinh ngạc nói. Ngươi muốn hợp thể cả bốn để giao chiến với ta? U Minh Ma Long hận thù trả lời, không sai, hôm nay cho dù thế nào ta cũng muốn mở cửa thời không, vì thế giữa chúng ta hẳn phải có một bên nằm xuống. Lục Vân lạnh lùng tàn khốc nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dành thời gian cho ngươi dung hợp sức mạnh chăng? U Minh Ma Long bật cười điên cuồng, thời gian, ha ha ha, Lục Vân ngươi sai rồi, Lôi Thiên trước đây khi dung hợp sức mạnh của địa âm và thiên sát thì cần có thời gian, bởi vì hắn là người thuộc thế giới các ngươi có tính bài xích sức mạnh của chúng ta, vì thế mới cần có quá trình. Nhưng ta và thiên sát, địa âm đến từ cùng một nơi, sức mạnh giữa chúng ta chớp mắt đã có thể dung hợp, hơn nữa còn tăng lên gấp 10 lần, đạt đến cảnh giới cao thâm không lường được, điều này ngươi chưa từng biết đến. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng hoang dã dần dần tăng mạnh, chỉ dây lát đã sinh ra sức mạnh kinh người, từ trung tâm ma long khuếch tán ra bốn phía, đến nơi nào không gian vặn vẹo, hư vô giới thiên bắt đầu bước vào giai đoạn hủy diệt. Lục vân biến sắc, quá to. Đại Linh Nhi, người toàn lực bảo hộ mấy người hải nữ, nơi này để mình ta ứng phó. Tứ Linh thần thú giọng không ăn, dặn dò, người cẩn thận, sức mạnh u minh ma long to lớn, vượt gấp ba lần lôi thiên, ngươi. Lục Vân ngắt ngang, không cần nói nhiều, ta biết rồi, người đi đi. Tứ Linh thần thú vâng một tiếng, lập tức quay lại bên cạnh bốn người trương ngạo tuyết và hoàng thiên, toàn lực triển khai kết giới phòng ngự để bảo hộ sự an toàn cho bọn họ. Lục Vân Tiên Tổ kẻ nghịch thiên vẫn bình thản như cũ, không thấy có chút biểu tình nào. Điều này khiến mấy người trương ngạo tuyết bất an, chương 1115 thiên địa vô cực phần 1. Trong thất giới, nơi thần bí nhất phải kể đến hư vô giới thiên, nơi xinh đẹp nhất cũng chính là hư vô giới thiên. Nhưng hư vô giới thiên sau vài lần gặp phải tàn phá, từ hư vô đại điện cho đến tinh la vạn tượng, từ thiên ảo tam điện đến thải hồng nhị kiều đã dần dần bị hủy diệt. Hiện nay, U Minh Ma Long đã nuốt lấy lôi thiên, sức mạnh đáng sợ của nó theo sự phát tiết cơn giận đã tàn phá khiến hư vô giới thiên chịu không nổi bắt đầu xuất hiện vết nứt, áp lực mạnh mẽ bên ngoài xâm nhập vào trong, không bao lâu đã nghiền nát mọi thứ, hư vô giới thiên cứ thế hóa thành khói bụi. Quá trình này hoàn toàn không tốn nhiều thời gian, gần như chỉ trong mấy câu nói, sự tồn tại vốn thần bí nhất đã tan nát thành vô hình, những người có mặt đều xuất hiện ở trên không trung, có thể cảm nhận rõ ràng được không khí của nhân gian. Hư vô ảo bích vốn được xưng tụng thần bí nhất của hư vô giới thiên, sau khi ra khỏi hoàn cảnh nguyên gốc, thì những làn sáng trên bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những dao động dị thường, cuối cùng càng kịch liệt cho đến lúc bị tan vỡ không còn thấy nữa. Lúc này, kẻ nghịch thiên để ý được khi hư vô ảo bích bị tan vỡ, có một chút khí tức vô cùng yếu ớt bắn vào nhân gian. Chuyện này khiến ông khẽ nhấc tay phải lên, sau đó lại buông xuống. Thở dài khẽ khàng, kẻ nghịch thiên nói, 20 năm sau, bão tố lại xuất hiện, người lúc đó cũng bất quá là trương ngạo tuyết sao phải khổ vậy vì sao ông không hề nói ra, nhưng theo giọng nói lại có mấy phần tiếc nuối và thương cảm. Chăm chú nhìn U Minh Ma Long, Lục Vân vẻ mặt nặng nề, một sự uy hiếp vô hình khi chàng tiến vào cảnh giới tùy tâm sở dục lần đầu lại xuất hiện. Trước đây, thực lực lôi thiên tuy đáng sợ, nhưng Lục Vân chỉ cảm thấy kinh ngạc, chưa từng có cảm giác bất an. Nhưng bây giờ, uy hiếp đó càng lúc càng rõ ràng. Điều này khiến Lục Vân chấn động trong lòng, biết được thời khắc quan trọng đã đến. Quan sát vẻ mặt của Lục Vân, u minh ma long châm chọc thế nào lục vân ngươi sợ rồi chăng nghe vậy lục vân hừ lạnh nói sợ tung hoành thất giới đã có người nào nói ta sợ ai đây u minh ma long khinh thường nói trước nay ngươi chưa từng sợ bởi vì ta không hề xuất hiện nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt rồi thấy nó không tin lục vân cũng không phản bác lại cười lạnh nói sợ và không sợ chút nữa tự có chuyện rõ ràng bây giờ ta muốn biết nếu như ngươi có thể dễ dàng dung hợp được sức mạnh của thiên sát địa âm, vì sao trước đây ngươi không làm thẳng, ngược lại cần giả làm sức mạnh của lôi thiên, điều này không phải là rất mâu thuẫn chăng? U Minh Ma Long cười lớn nói, tin tưởng lời nói của kẻ thù là kẻ hoàn toàn ngu xuẩn. Ngươi cho là ta sẽ nói thật với ngươi sao? Quả thực là đáng cười. Lục Vân vẻ mặt hơi giận dữ, quát lên, đồ xúc sinh xảo trá, tính tình đến chết cũng không thay đổi. U Minh Ma Long không cho là vậy, đắc ý nói đúng như ngươi nói lúc nãy mục đích là tiêu diệt địch nhân phương pháp là quan trọng ta cũng học điều này từ ngươi mà thôi lục vân lạnh lùng tàn khốc nói người học theo người khác thông thường sẽ chết rất khó coi u minh ma long cười điên cuồng nói biết người biết ta bách chiến bách thắng trước đây ta để lôi thiên ra mặt thứ nhất là không muốn bản thân phải mạo hiểm thứ hai là muốn hiểu rõ tình hình của ngươi bởi vì một khi xuất hiện bất ngờ người lúc đó có màu mè thế nào ta đều hiểu rõ ràng minh bạch tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Ha ha ha, Lục Vân ngầm mắng, miệng lại nổi giận nói. Người vinh váo đắc ý thông thường tự cho là mình nắm vững mấu chốt. U Minh Ma Long cười ha hả nói. Người nhắc nhở ta, người còn tuyệt chiêu chưa hề thi triển ra. Lục Vân trong lòng hơi thay đổi, phát hiện U Minh Ma Long này xảo trá vô cùng, lập tức không nói lung tung nữa, vào thẳng vấn đề. Bớt nói lung tung đi, đến đây, quyết một trận sinh tử, chiêu thứ nhất để ngươi trước u minh ma long cười âm hiểm nói chiêu thứ nhất để ta ra chiêu người sẽ không có được chiêu thứ hai rồi bật cười lạnh lùng ngạo nghễ lục phân toàn thân toát ra khí thế bá đạo lạnh nhạt nói thử qua không phải sẽ biết sao hà tất phải phỏng đoán làm gì u minh ma long hơi gật đầu tán thưởng không hổ là người chấp hành được kẻ nghịch thiên chọn quả nhiên có phong cách đại tướng thế thì ta cũng không khách khí nói rồi toàn thân rồng cuộn lại dùng tốc độ chậm chậm tiến đến Lục Vân, rõ ràng không chút hoang mang. Lục Vân trong lòng kinh ngạc, khóe miệng lại nói, tốc độ như vậy, người không cho là quá chậm sao. U Minh Ma Long bật cười quỷ bí, nói, tốc độ tấn công quyết định sơ hở của thế công, nhưng tốc độ có hai loại cùng cực, rất nhanh và rất chậm. Hai cùng cực này đều có thể tạo ra thế công không chút sơ hở, nhưng lại phải nhắm vào địch nhân khác nhau. Nói chung, đối với đối thủ bình thường, tốc độ cực nhanh có hiệu quả tốt đối với cao thủ đặc biệt như ngươi, tốc độ chậm lại nắm chắc thắng lợi. Dứt lời, U Minh Ma Long vừa hay đến bên cạnh Lục Vân, thân hình có lực mạnh mẽ của nó vẫn chậm chậm như cũ cuốn tới Lục Vân, bao vây chặt chẽ lấy thân thể chàng. Lục Vân không hề phản kháng, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ, điềm nhiên nói. Nói đúng, cho dù là như vậy, người cũng không cho thấy có thể chiếm được tiện nghi. Còn đang nói toàn thân xuất hiện bảy màu, phá thương thần binh chia ra thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng, Phát xuất từ những lỗ chân lông của Lục Vân, hung hăng châm thẳng vào da thịt U Minh Ma Long. Đáp trả gay gắt, không chút nhượng bộ, Lục Vân và U Minh Ma Long xem ra bình thường, thực sự lại ẩn chứa sát cơ vô cùng hung hiểm. Lúc này, U Minh Ma Long bắt đầu thu nhỏ cơ thể, sức mạnh của nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, điều này khiến Lục Vân hơi bất ngờ. Lục Vân vốn dùng Phá Thương Thần binh làm vũ khí phản kích, cho rằng có thể tạo nên thương thế nhất định đối với thân thể U Minh Ma Long nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là đã tính sai. Như vậy, sức mạnh trói buộc nguyên thủy của U Minh Ma Long bắt đầu tạo nên uy hiếp với thân thể Lục Vân. Đối với điểm này, Lục Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa sức mạnh của hóa hồn phù trong cơ thể phân bố ra ngoài, dùng độc công độc. Lần này, phản kích của Lục Vân thu được hiệu quả kỳ lạ, U Minh Ma Long khi chạm vào sức mạnh của hóa hồn phù, cơ thể toàn thân trước mắt đã bị thối rửa, điều này khiến nó lập tức nổi giận, miệng rồng há to phun ra một chùm hào quang màu nâu thấm, vây bọc lấy lục vân. Phân tích qua tính chất của chùm hào quang màu nâu thấm, lục vân phát hiện sức mạnh có tính ăn mòn rất mạnh, có thể thôn tính mọi sinh linh, có tính chất hủy diệt. Vì thế lục vân chọn pháp quyết hư vô không ngân, dùng hư làm thật, so tài pháp quyết kỳ diệu với U Minh Ma Long. Lần đầu giao đấu, U Minh Ma Long thể hiện bộ mặt âm hiểm quỷ dị. Đáng tiếc nó chưa từng chiếm được chút ưu thế, bởi vì Lục Vân hoàn toàn không bị chút thương tích. Phát hiện được điểm này, U Minh Ma Long trong lòng không cam, toàn thân hào quang kỳ ảo lóe lên, thân thể rồng to lớn đột nhiên xuất hiện hào quang, hình thành một vách sáng bốn màu đỏ thấm, đen thấm, xanh lục thấm, tím thấm vây chặt lục phân. Vách sáng này không hề bình thường, ẩn chứa thuộc tính sức mạnh của bốn loại khác nhau âm đế, thiên sát, lôi thiên, ma long, dùng phương thức tổ hợp lẫn nhau kỳ dị đặc biệt. Ở bên trong, lục phân vẻ mặt biến hẳn, kết giới ánh sáng hộ thân tầng tầng bị tan nát, nguy hiểm đang từng bước tiến gần. Cảnh tượng này có thể nói là chàng chưa từng gặp phải. Nhất thời, Lục Vân càng hiểu sâu sắc thực lực của U Minh Ma Long. Trong lúc này, ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Lục Vân, dùng ý nghĩ khống chế trạng thái thân thể, khiến nó liên tục không ngừng phát xuất kết giới ánh sáng phòng ngự để ngăn cản sự nguy hiểm gia tăng. "Lục Vân, chịu chết đi, ta nói qua người không có cơ hội để thi triển chiêu thứ hai." Tiếng cười âm lạnh hệt như một lời nguyền truyền vào đầu Lục Vân rõ ràng. U Minh Ma Long khiến vách sáng quỷ dị kia đột nhiên tăng áp lực vào trong, phảng phất như muốn bóp vỡ chàng. Lục Vân ánh mặt lóe lên, quát to, như vậy cũng muốn giết ta, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nói rồi ánh xanh lam trên người lóe lên, sức mạnh biển cả dưỡng dục của Hải Tâm quyết biến đổi trạng thái vô cùng ổn định trước đây thành trạng thái động, dùng trạng thái vô cùng động bắt đầu đánh một trận liều chết với U Minh Ma Long. Tức khắc, sức mạnh từ trong ra va chạm mãnh liệt với sức mạnh thu vào, lũy kế với nhau nhanh chóng tiến vào giai đoạn phát hỏa, khiến vách sáng bốn màu nhiễm một màu đẹp mắt. Cứ như thế, tình hình Lục Vân không cách gì nhìn thấy rõ, lại thêm vách sáng có tính ngăn cách vô cùng tốt, ngay cả một chút khí tức của Lục Vân cũng không cách gì truyền ra. Thời gian, trôi qua trong sự chờ đợi của mấy người trương ngạo tuyết. Khi vách sáng sau vài lần thu vào nở ra, cuối cùng phát nổ, làn sáng khuếch tán của nó bao trùm bốn phía. Tiếng sấm điếc tai, chấp điện trói mắt, khi mọi thứ bình thường trở lại, chỉ thấy Lục Vân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, dường như có vài phần mệt mỏi. U Minh Ma Long thân thể không thấy, nhưng lại thấy một người đàn ông anh Tuấn, bề ngoài chừng hơn 30 tuổi, trên người có cặp mắt tà ác của âm đế, đôi cánh đỏ hồng của thiên sát, mái tóc dài đỏ tươi của lôi thiên, còn có một bộ giáp phải của U Minh Ma Long. Người đàn ông đó vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng tàn khốc nói. Lục Vân, người mạnh mẽ khiến ta bất ngờ. Lục Vân mỉa mai nói, thủ đoạn của ngươi khiến ta thất vọng, bất quá ngoại hình không tệ, người tự mình cho là tên gì đây? Người đàn ông đó kiêu ngạo nói, sự xuất hiện của ta chính là hủy diệt mọi thứ tồn tại, người cứ gọi ta là tử thần được rồi. Nghe vậy thất kinh, Lục Vân trầm giọng nói, nhớ lại vu thần đã từng nói với ta, theo truyền thuyết, nếu như có người cưỡi rồng đen đạp mây xuất hiện, hắn chính là tử thần của địa ngục, không ngờ được hôm nay cuối cùng đã ứng nghiệm hoàn toàn. Bất quá, không biết ngươi là tử thần bắt hồn phách người hay là đã bị định sẵn ôn thần phải chết. Tử thần hợp thể của bốn người quát lên, ta chính là tử thần nắm đại quyền sinh sát mọi vật, gặp phải ta, cho dù là ai đều phải chết lục vân ngạo nghễ nhìn lên trời nghi ngờ nói đúng vậy chăng kiếm của ta vừa hay được gọi là diệt thần kiếm bây giờ hãy để lĩnh giáo sự lợi hại của tử thần ngươi tiện tay vung lên phá thương bay lên trời hào quang bảy màu phân bố khắp tầng mây bốn bề vô số làn kiếm như những con cá bơi trong biển theo lời sắp xếp thành trận vuông các mũi kiếm khẽ run lên phát ra tiếng kiếm ngâm êm tai như gió biển thổi êm quanh quẩn hai người cảm ứng được ý niệm giết người trong lòng lục vân tử thần tự phụ nói lục vân thực lực ngươi phi thường nhưng chỉ nói về sức mạnh ngươi còn kém ta một chút chỉ bằng vào điều này ngươi hôm nay khó mà thoát khỏi kiếp nạn nói rồi hai tay giang ra hai cánh cũng giang ra sức mạnh toàn thân phát ra ngoài hình thành một khu vực màu đen thấm quỷ dị bao phủ phương viên vài chục trường bên trong khu vực này ngập đầy sức mạnh việt sát dễ dàng nghiền nát những làn kiếm lục vân phát ra trước đó hiểu được ý nghĩ của tử thần lục vân thôi tự phụ thân thể hơi loáng lên ý nghĩ trong lòng lập tức hiển hiện, hiện. 80 phân thân tản ra xung quanh tử thần với chàng ở giữa, vừa hay tạo thành 9 lần 9, khí tức tất cả kết nối, khí mạch liên thông. Hoàn thành những điều này rồi, lục phân không chút chậm trễ, từng phân thân đồng thời bắt quyết thi triển pháp thuật, thủ thế và phương vị chia thành 3 loại, tổng cộng là 27 loại biến hóa đồng thời thi triển. Trong lúc này, ba loại biến hóa đại biểu cho âm nhu, dương cương, âm dương kết hợp tạo thành ba loại sức mạnh bao gồm căn bản biến hóa của mọi thứ trên thế gian, dùng phương thức vô cùng huyền diệu của nó tạo dụng lên thân thể tử thần. Sức mạnh hủy diệt tuyệt sát gặp phải sức mạnh âm dương huyền bí, hai bên tương sinh tương khắc, cứ rằng co lẫn nhau. Đến lúc này, tử thần tạm thời bị vây khốn bên trong, Lục Vân liền có cơ hội thi triển tuyệt vời những sở trường có thể sử dụng. Nắm chắc được điểm này, hành động của Lục Vân rất nhanh, người thật trước mắt đã thoát ra, dùng phá thương thần binh cực mạnh làm vũ khí, thi triển lẫn nữa thần diệt trảm chỉ thấy một cột kiếm bảy màu bắn thẳng tầng mây hệt như một cột sáng nối liền trời đất mang theo sức mạnh vô cùng thần thánh theo sự khống chế của lục vân từ trên trời giáng xuống đến nơi nào chỗ đó thời gian không gian vặn vẹo phát ra những âm thanh di di một nhát chém này uy lực kinh trời ẩn chứa ý niệm cố chấp muốn giết của lục vân vượt hẳn bất cứ lần thi triển thần diệt chảm nào chớp mắt đã xuất hiện trước tử thần phát hiện được nguy hiểm ánh mắt tử thần biến hẳn kinh khí toàn thân bộc phát hệt như một tiếng sấm vang lên giữa trời trong lập tức đánh tan sức mạnh âm dương trói buộc của Lục Vân, thân thể chớp mắt đã khôi phục lại tự do. Lần này, tử thần không hề né tránh, hắn chỉ quát to một tiếng, tay phải vung lên thành một vòng tròn giữa không chung, sau đó dùng ngón tay thay đao chém xuống, phát xuất một làn đao mạnh mẽ, quyết liệt, kinh khủng, chính là tuyệt học của thiên sát cửu truyền thiên sát chảm. Thần diệt chảm đối đầu với thiên sát chảm, đây chính là lần giao tranh thứ ba. Khác với dĩ vãng, lần này thần diệt chảm của Lục Vân bị thiên sát chạm của tử thần mạnh mẽ hất vang ra. Từ đây có thể nhìn ra, tử thần tuy ra tay hơi chậm, nhưng thực lực lại rõ ràng mạnh hơn lục phân. Đây chính là nguyên nhân hắn thắng được. Từ xa nhìn lại, trương ngạo tuyết đang quan sát vẻ mặt biến hẳn, yêu tư nói. Thần diệt chả mạnh nhất của lục vân cũng không đối phó được tử thần, xem ra tình hình không được ổn. Biết nàng nói hơi uyển chuyển, thương nguyệt than nhẹ, chưa đến lúc cuối cùng, chúng ta chớ nên bỏ đi niềm tin. Tin chắc lục vân sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Trương ngạo tuyết liếc nàng, cười khổ, ánh mắt nhìn lại Bách Linh hỏi ý kiến. Bách Linh trầm ngâm một lúc, mở miệng nói. Hiểu biết của chúng ta với Lục Vân còn thua xa tiên tổ của chàng, hay là hỏi lại ý kiến của tiên tổ xem thế nào? Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt suy nghĩ thấy có lý, cùng lúc nhìn về kẻ nghịch thiên ở cách vài trường. Biết được suy tưởng của ba cô, kẻ nghịch thiên nhẹ nhàng nói. Thiên địa vô cực của Lục Vân đã đến mức cực hạn, bằng vào đó nó sẽ không thua tử thần. Nhưng muốn thắng thì phải coi nó đã lĩnh hội được nhiều ít trong vạn diệt cổ động trương ngạo tuyết nói ý của tiên tổ cho là lục vân còn có tuyệt chiêu lợi hại nhưng tu vi như thế nào phải nhìn vào thiên phú của chàng kẻ nghịch thiên không nói chỉ hơi hơi gật đầu mơ hồ có vài phần quan tâm trong đó chuyển mình chín lần trong không trung lục vân ổn định thân thể khuôn mặt hơi tái nhợt vừa rồi chàng và tử thần đánh thẳng một chiêu thân thể bị thương tổn cực nặng may mà chàng có thân thể bất diệt khả năng chữa trị tự động vô cùng kinh người lại thêm thuật trọng sinh hoàn nguyên gần như chỉ trước mắt đã loại trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Bên này, tình hình tử thần không khác lục vân nhiều lắm, sau khi trọng thương nhanh chóng hồi phục, tựa như không có bị gì, nhưng ánh mắt thêm vài phần oán hận. Lắc minh hai người đồng thời tiến gần, khi khoảng cách ba trượng dương mắt giận giữ chờ đợi, giữa hai bên tràn ngập ý tưởng giết chóc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát kịch chiến. Tử thần vẻ mặt hờ hững, âm hiểm nói, lục vân, đã qua ba chiêu, người còn tuyệt chiêu nào chớ ngại đem ra. Lục Vân nói, muốn biết cũng không khó, chỉ sợ ngươi tiếp không nổi mà thôi. Chứ thôi còn ở cửa miệng, thân thể lục vân hóa thành ngàn vạn, dùng tốc độ kinh người phối hợp với kiếm quyết mau lẹ, lại thêm phá thương thần binh thể hiện giao chiến kịch liệt. khinh bị bật cười, tử thần nói, ngươi cho là chỉ bằng tốc độ mau lẹ có thể tạo nên thương tổn cho ta chăng? Ngươi quả thực đã coi thường ta rồi, hai tay bắt chép, thân thể xoay tròn, kinh phong chuyển động hình thành một vũng xoáy mạnh mẽ với uy lực rời non lấp biển, khiến toàn bộ làn kiếm đến gần đều vỡ nát. Lục Vân hơi chấn động khiếp hãi, nhưng chàng không hề dừng lại, chàng làm như vậy chỉ muốn xác định phá thương thần binh của mình có thể tạo nên thương tổn trực tiếp nào cho tử thần hay không. Giao chiến mau lẹ khiến người hoa mắt, hai kẻ mạnh tuyệt thế thi nhau thể hiện sở trường của mình trên tầng mây, các loại pháp quyết kỳ lạ cổ quái, các loại ánh sáng lưu động rực rỡ trói mắt, trương ngạo tuyết mấy người hãi hùng khiếp đảm.